Rồi thì hôm trước ta đang nói đến các cái thành phần của tráp á, thì cái phần chỗ này á, chúng ta chủ yếu là ta xem cái document cái đó, tài liệu đó, thì bút tráp nó định nghĩa sẵn với thành phần nó quy định sẵn chúng ta những cái thẻ nào, thẻ HTML nào được sử dụng để tạo một cái nút hay là để tạo một cái banner gì đó. Đấy, cùng với đó là những cái lớp status. Đấy, là ta xem cái đốc quanh là đó thôi. Đấy. Tuy nhiên thì tôi muốn điểm qua cái chỗ là thường thì nó sẽ có một cái sự nhất quán nhất định giữa cái lớp của nó, các cái lát của Bootstrap. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là các cái lớp đó có cái vị tố là primary, secondary, success, info, warning, danger đó. Thì những cái lớp này nó là gọi là cái lớp ngữ cảnh hay context, nó cho nó quyết định cái màu sắc của thành phần đó, màu sắc thành phần. Ví dụ như cái nút này để gán để tạo cái nút đó, thì chúng ta có thể là dùng cái thẻ anchor button hoặc là input vào một số lớp và lớp cái btn là btn. Cùng với đó là cái tùy chọn nhà màu sắc á, màu sắc, đấy, tùy chọn màu sắc, ví dụ như primary là màu xanh giống như xanh xanh dương vậy, đấy. Success là màu xanh 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 chuối, đấy. Thì những cái tiếp vị tố này nè, nó anh chị sẽ thấy nó dùng xuyên suốt ha, trong những thành phần khác nó sẽ có những cái vị tố như vậy, thì nó giống như cái tùy chọn nhà màu sắc ha, tùy chọn màu sắc, đấy. Còn các phần thì ta xem cái document ha, cái cần gì ta xem cái document đó, nó quy định như vậy. Rồi đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai tôi muốn nói nữa là ngoài những cái lớp nó quy định cho cái thành phần giao diện nào đó, trong cái Bootstrap nó có một cái tập các cái lớp gọi là các lớp utility, các lớp tiện ích ha, tiện ích. Đấy. Thì các lớp này nó tính nó dùng chung, có thể dùng ở khắp nơi á, thì này nó không có nhất thiết là phải bên trong một cái thành phần nào đó, thành phần giao diện nào đó. Đấy. Thì cái này nó là những lớp nó có một tác vụ nhất định thôi, thì một nhất định. Ví dụ như là chỉ có thể là chỉnh đường viền, tạo cái đường viền là đánh dấu một cái thành phần nào đó có đường viền, thì chỉ có thể dùng cái lớp border thôi, những cái lớp đó, nghĩa lớp border. Đấy. Hoặc là chỉnh chỉnh chế độ display của nó, thì chúng ta có cái D D gạch gì đó, D lock, D lại đó, D break lại. Thì anh chị chỉ cần là gán những cái lớp này cho cái phần tử anh chị muốn là thay đổi cái display đó, chế độ display nào. Đấy. Rồi, dù test văn bản liên quan test center thì cái lớp này để là canh giữa một cái đoạn văn bản ha, đoạn text. Đấy, đoạn text. Đấy. Thì anh chị gán test center thì nó sẽ center ở trung tâm đó. Đấy. Ngoài ra nó có cái liên quan cái độ rộng, độ cao đây, W 25, tức là 25% cái độ rộng của cha đó, 25% độ rộng của cha đó. Đấy. W 75, W 100 hoặc là H là 2 chiều cao. Đấy. Thì cái lớp này bạn chỉ có thể dùng ở ở khắp nơi ha, chỗ nào dùng được ha. Đấy. Để nó set cái một tính chất nhất định. Đấy. Giống như là ở đây xếp độ cao thì ta có cái width hay đây. Đấy. Rồi anh chị cũng sẽ gặp một số cái lớp như chỉnh margin padding, cái này anh chị sẽ gặp thường xuyên. Đấy, margin padding. Chỉnh lề, chỉnh padding, chỉnh margin, chỉnh padding. Đấy. Thì viết tắt lại M. Đấy, tắt lại M là margin. Đấy. R là right ha, viết tắt của right, margin right là một cái đơn vị, một đơn vị khoảng cách. Đây khoảng cách. Đấy. Đây khoảng cách. Đấy, MT là margin top đúng không ạ? Tức là B BB là margin là padding bottom. Đấy. Thì cái mặt M với B là cái margin là padding và cái từ thứ hai là cái padding ở chỗ nào ha? Ở chỗ nào? Đấy. Đấy, chúng ta có MX là theo trục X, tức là giữa trục ngang đó, tức là left right đúng không ạ? Y là trên dưới, đấy, trên dưới. Chị hãy dùng cái này để ta set cái margin padding cho phần tử. Và về tới cái màu sắc rồi cái plot thì đó, thì đây là gọi là cái lớp tiện ích ha, utility. Đấy, ta nó không cho thuộc một không thuộc một thành phần cụ thể nào cả, mà nó dùng để dùng tổng quát ha, nó hay là dùng ở khắp nơi. Rồi tiếp theo là cái tùy biến bootstrap, thì cái bootstrap á, nó
định nghĩa sẵn, ta phải theo cái phong cách thiết kế của Bootstrap. Đấy, theo phong cách thiết kế của Bootstrap. Anh chị nghe rõ chưa? Anh chị nghe rõ không ạ? Đó rồi. Rồi, ok. Chắc mạng nó bị giật chứ, này mạng nó bị sao? Ok, cảm ơn chị. Thì cái thứ ba nhắc lại Bootstrap nó là cái việc tùy biến ha. Thì Bootstrap là cái framework status thì nó định nghĩa cái thành sẵn thành phần chúng ta rồi. Ở đó thì thật ra chúng ta cũng không có tùy biến gì nhiều. Chúng ta phải tuân thủ cái phong cách thiết kế của nó, phong cách thiết kế đó. Chúng ta muốn customize một cái số nhẹ nhỏ nhỏ thì cũng được ha, nhưng mà nếu mà cái muốn can thiệp sâu vào cái thành phần giao diện của nó thì nó hơi khó. Nếu gọi là muốn thay đổi cái ngôn ngữ thiết kế của nó thì chúng ta hơi khó. Chúng ta cần phải có thể là hiệu chỉnh cái mã nguồn của nó để build lại, tạo bản build mới, hoặc mà nếu mà thật sự anh chị muốn là thay đổi phong cách thiết kế thì chúng ta nên dùng cái framework khác ha. Cho cái framework nào hay là cái thư viện nào đó tự anh chị xây dựng lên cái tự viết lên cái ngôn ngữ thiết kế của anh chị. Này nói là cái khả năng tùy biến của mấy cái thư viện này nó khá hạn chế, khá hạn chế. Cái ngôn ngữ thiết kế á. Tuy nhiên thì nếu mà tùy biến đơn giản thì cũng được ha, một số tùy biến cho nhỏ đơn giản cũng được. Đấy. Thì nó là status thôi, anh chị có thể là định nghĩa chồng lên một số cái những thuộc tính của nó ha, thuộc tính đó. Đây. Ví dụ như là chúng ta có hay định nghĩa cái nút á, tạo cái nút cho, chẳng như là div row anchor BTN, BTN, primary. Đấy. Đấy, rồi. Thì giờ sẽ nhận ta click me. Chúng ta có thể là justify content sẽ canh giữa đó và chúng ta chỉnh cho nó ba. Rồi, chúng ta có cái nút này nằm giữa cái trang ta. Đấy, giữa trang này. Thì cái nút này thì thường thì cái phong cách của Bootstrap thì nó sẽ cái tô tròn cái nút không ạ, tô tròn cái bo tròn cái góc này. Anh chị giả sử anh chị muốn không muốn cái không muốn cái vòng tròn này á, thì chúng ta có thể chỉnh lại ha. Thì ra cái file Bootstrap ta thì ta phải chỉnh cái style đây, style đây. Giả sử như là ta set cái BTN nó định nghĩa chồng là BTN đó, thì ta chỉnh cái border radius nó thành không chẳng hạn vậy. Đấy, nó sẽ lại thì ta refresh lại, ta thấy là nó có cái mà chung ha, ví dụ đây. Đấy. Thì những tùy chỉnh nhỏ nhỏ thì ta chỉnh được ha, những tùy chỉnh đơn giản thì ta chỉnh được. Đấy. Hoặc là chúng ta dùng mấy cái theme của nó có sẵn đấy, thì chúng ta có thể thay đổi nó tùy biến nó như cần. Đấy. Rồi như vậy thì cái Bootstrap thì nói chung thì tùy biến cũng được ha, nhưng mà ở cái mức độ nhất định thôi. Ở mức độ nhất định thì chúng ta không có tùy biến sâu cả việc về can thiệp và cái ngữ thiết kế của nó được, tại vì nó theo phong cách đó của nó rồi. Đấy. Rồi đó là Bootstrap ha. Thì chủ yếu là trong cái chỗ này thì anh chị là xem cái cách cái layout của nó, cách tạo layout của nó là dùng cái grid, cái lưới của nó là dùng để tạo layout như nào. Thì nó đơn giản thôi, mà dùng cái sự kết hợp của cái lớp container, lớp row, lớp column. Này của S á, này của trình có sẵn của Microsoft mà. Đấy, dịch mặc định của Microsoft á, Microsoft Edge, một dạng của Chrome thôi, một dạng cũng tương đồng với Chrome thôi, cũng giống giống như Chrome. Thì nó có cái một số thành phần liên quan đến Bootstrap như vậy ha. Đấy, cái chỗ quan trọng là cái chỗ ta tạo layout đó.
à, tạo layout đó, à, thì có cái lưới đó hôm trước nó nói đó. Đấy. Rồi cái thành phần của Bootstrap thì chủ yếu là người ta xem cái document ha, à, xem cái document thôi. À, xem document thì cần gì ta lấy ra đây, chúng ta không không có nhớ hết được ha, thì cần gì ta lên đó ta xem ta lấy ra. Đấy. Rồi cái tôi nhấn mạnh cái chỗ là cái tùy biến của Bootstrap đã có cái lớp tiện ích của Bootstrap á, thì cái này nó rất là hay á, cái tiện ích nó đây, thì bạn hãy sử dụng nó rất là tiện ích, tiện ích thì rất là tiện ích là bạn dùng nó rất nhiều ha, mà sẽ là trong quá trình bạn viết là bạn sử dụng nó rất nhiều. Đấy. Thiết kế trang web này nọ nó dùng nó rất nhiều. Rồi, ta nói là xong cái Bootstrap ha, xong cái đó, xong cái chương Bootstrap về status, thì cái này nó giúp cho anh chị làm cho nó thiết kế trang web nó cho dù anh chị không có rành về mặt thiết kế cho lắm nhưng mà chị cũng có thể là làm những được trang trang web nó coi được ha, nói chung là coi được. Đấy. Giúp nó coi được. Rồi cái chương Bootstrap thì cũng có cái phần bài tập ha, cái phần bài tập cho bài tập 1 đó, cái lớp 1 đó. Để mở lớp 1 cho anh chị xem. Thì anh chị có một số, tôi thấy một số anh chị cũng có làm rồi đó. Đây lớp 1. Thì anh chị nhận code bài tập á, nhưng trong hướng dẫn cái trên cái trang LD tôi có gửi video hướng dẫn đó. Trong đây mấy cái code tôi có sẵn trên GitHub đó, anh chị nhận cái code rồi sau đó thì chúng ta hiệu chỉnh làm theo hướng dẫn này. Đấy. Thì hướng dẫn này nó rất chi tiết, hướng dẫn cụ thể làm gì đấy. Trong đây là ví dụ như là bài 1 nè, tạo cái thư viện ảnh thì chúng ta phải làm có thể bố trí như nào, tạo cái layout này giúp ta hiểu cái cách để tạo layout như nào thôi. Đấy. Thì chúng ta dùng cái lưới của Bootstrap. Đấy, có code ví dụ luôn, chị chỉ là chung là chị làm lại thôi, làm lại cái ví dụ thôi để anh chị hiểu được cái tạo cái layout như nào. Đấy. Tôi Ủa tin mấy là cái này, mấy cái bài này là có quy định thời gian không thầy? Này cũng mới học buổi đầu không gà, em cũng lu bu chưa có làm kịp á. với cái bài này thì chưa chưa có xác định thời gian hết, nhưng mà chắc là cái tới khi mà ta báo cáo luôn là phải xong, báo cáo cái bài project cuối kỳ á, khoảng là tháng 5 ha, tháng 5 thì anh chị làm trước đi để ta dành thời gian làm cái kia. Đến cái khoảng báo cáo cuối kỳ cái ngày giờ chót là ta làm gọi là gặp nhau đó là cái khoảng tháng 5 á, năm đấy. Tháng 5 thì chúng ta như vậy thì anh chị tranh thủ làm á, tại chúng ta còn cái dự án cuối kỳ làm cái này mà làm cái dự án cuối kỳ nữa đó thì ta đã làm trước nha, làm được anh chị cần xem. Thực ra thì cái bài này nó có nói chung là để anh chị làm lợi thôi, chứ code là nó có cho sẵn rồi, chúng ta làm và ta sẽ hiểu được cái cách tạo layout này nọ, những cái nội dung bài học đó. Thầy ơi, thí dụ mà mấy tụi em làm mà có sai gì ha, là trao đổi thầy qua mail hay gì sao thầy, tha thao thầy. À, cái này Discord đó anh chị, tôi có anh chị có vô cái trang LDA chưa? À, tôi có vô cái Discord có rất nhiều anh chị ở đây nè. Đấy. À, tôi có để đường link ở trên cái slide báo cáo, trong cái slide buổi 1 á. À, hoặc là trên cái trang LDA đó thì tôi có khoảng hiện giờ có 23 anh chị, 24, 25 chị gì đó. À, trong đây nè. À, đấy. Thì anh chị có trợ giúp, có cần câu hỏi gì đặt lên đây là câu hỏi nha. Thì cái này nó sẽ dễ hơn, chị trao đổi qua mail, dù được có được, có vấn đề gì đó ta chat liền thì có dễ hơn đúng không ạ? Cái À, này đã nói sao em hỏi em dùng cái terminal em tải cái lát về mà sao tới một cái lát em chọn cái thư mục đó, lưu em đổi cái thư mục đó em tải lên GitHub cũng bình thường đó thầy. cái thư mục cái tên gì cũng không quan trọng ha, anh chị lưu cục lưu đâu anh lon anh chị lon về rồi thì lúc cái tên anh chị đặt cục bộ trên máy anh chị là không quan trọng, miễn chị là đúng như dùng cái câu lệnh là git git lon đó, như trong hướng dẫn đó, rồi anh chị đặt cái tên gì không quan trọng. Em git lên là lần hai qua thư mục khác được không? Được được được
anh chị lưng lon rồi anh chị đổi tên thành một cái redeem thông thường cũng được á, nó không có ảnh hưởng. Gì thì anh chị vô đây ha, có gì thì có trao đổi này. Đấy, nhắc lại cái phần code này thì mỗi cái bài nó có hướng dẫn cụ thể, mỗi bài có hướng dẫn cụ thể luôn. Đấy. Ở này có chỗ là ví dụ anh chị tự thêm cái thư viện Bootstrap ha, anh chị lên cái thư viện Bootstrap, copy cái thư viện Bootstrap gì đó về, thì trên đây có cái chữ copy cái bài cái status, cái đường link status cho vô thôi. Đấy, trong đây thì nó không có, nhưng mà anh chị copy cái đường link status rồi đưa vô cái thẻ head đó. Đấy. Rồi ta sẽ lấy sử dụng được những cái lớp của Bootstrap. Đấy. Bài 1, bài 2, bài 3. Đấy. Thì chung cái bài nào nó cũng có code, sẽ có cái ví dụ sẵn cho rồi. Anh chị viết thôi. Đúng không? Đấy. Có bài bài 4 thì tự thiết kế cái trang web này, không cho có hướng dẫn cụ thể, anh chị làm được thì làm á. Bài này cho cái code cho cái trang nó chưa có format gì cả, và cho cái ảnh ví dụ thì anh chị làm cho nó giống sao giống cái ảnh. Thì cái này không bắt buộc ha. Chung chị làm được thì làm. Đấy. Đó là cái bài thực hành đầu tiên ha, bài một đầu tiên về Bootstrap. Cái chị làm cái này là chị lưu code trên GitHub, rồi cái bài báo cáo chị làm báo cáo là chị chụp hình lại ha, chụp hình kết quả đây nè, nó yêu cầu nè, chụp cái kết quả lại, tức là anh chị làm bài nào anh chị chạy ra anh chị sẽ chụp cái màn hình lại, đưa vô cái bài báo cáo đấy, thì nó vậy ha, cái cách làm là gì. Đấy. Thì mỗi bài nó sẽ có cái yêu cầu làm cái gì ha, anh chị đọc cái yêu cầu này. Ví dụ bài một cái buổi một này, buổi Bootstrap này, thì chúng ta chỉ cần là từng mỗi bài chúng ta cài đặt và chúng ta chụp cái màn hình lại, chụp màn hình lại. Đó Thầy là chỉ đưa cách luôn. đẩy cốt lên GitHub với thầy. Đẩy code rồi cái đó trong cái video hướng dẫn anh chị là cái có tất cả cái dẫn code, đẩy code là trên video hướng dẫn hết á. CLD. Đấy, tôi lấy cái đường link cho anh chị xem. Anh chị có không biết có anh chị có xem cái video hướng dẫn không ạ? Thầy ơi, tụi em Em xem làm tới mà cái nó bước nhiều mà bước nắm cái quá, anh đường em link, làm được em thầy hết ơi. cho cái thư mục lên mà không được thì ơi. Đây, thì anh chị là vô cái trang chat ha, để có gì hướng dẫn thì cụ thể được, giờ nói cũng rất là khó để làm. Chị gặp có lỗi gì đó, anh chị lên trển anh chị chụp hình anh chị sau đó thì ta hướng dẫn thì nó dễ hơn nha, giờ từng trường hợp chứ giờ. Đấy. Đây, có video hướng dẫn nha, đây video hướng dẫn đây. Đây, tôi sẽ duyệt qua một lần nữa ha anh chị. À, tôi sẽ hướng dẫn đợi xíu. Chúng ta có video này, chúng ta sẽ đầu tiên anh chị cài Git ha. Chị cài Git thì cái này anh chị cài vô đây không có bình thường á, cái cài này chắc có nghĩ các anh chị cài được ha. Đấy. Cài Git, download Git về là cài cái trong Windows. Đấy. Rồi anh chị tạo tài khoản GitHub, cái này cũng ok ha, chị lên đăng ký tài khoản GitHub thôi. Đây này download cho Git về anh chị cài, cài Git thì không có gì đặc biệt đây, cứ net net thôi, đây net thôi, đúng không ạ. Rồi anh chị cài xong thì anh chị mở terminal lên thì anh chị sẽ gõ được cái Git trình trường version này nè, thì nó báo là nếu thông báo thành công thì nó sẽ nghĩa là anh chị cài đặt thành công. Đấy. Này không có gì đặc biệt không ạ. Rồi, sau đó thì anh chị cần phải tạo cái tài khoản GitHub. Tài khoản GitHub chị đăng nhập vô tài khoản GitHub anh chị ha. Rồi chị nhận cái code bài tập là có cái đường link đó, có link tôi cho đó, tôi gửi đó ở trên cái LD đó. Mỗi bài tập, mỗi cái buổi thực hành nó có đường link, anh chị copy cái đường link đó dán vô. Dán vô cái trình duyệt thôi, chị chơi. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị lên
cái gọi là cái chọn định danh ha. Thì tôi trong lớp ta tôi đã gửi tất cả các anh chị ha, 96 anh chị học cái học phần này, tôi đã điền sẵn cái tên cho chị rồi. Anh chị chỉ cần chỗ này thì anh chị chọn cái tên của anh chị ha. Đấy, chọn đúng cái tên của chị. Đây nào. Thì đây chọn đúng cái tên chị. Đấy. Đó là, chị chuyển thì có tôi để là mã số viên gạch dưới là có họ tên chị ha. Rồi anh chị chọn sao cho chọn đúng cái tên của anh chị. Đấy. Chọn đúng thì chọn thì đó, khi chọn xong thì chúng ta anh chị sẽ thấy là nó sẽ hỏi confirm á, hỏi confirm. Đây. Hỏi confirm coi phải là đúng anh chị không. Thì anh chị nhấn ok, chọn đúng ha. Đấy. Đúng tên chị. Rồi nó sẽ tự tạo cho anh chị là sau khi chọn xong nó tự tạo anh chị cái GitHub ha. Cái thư mục cái trên GitHub cái một cái repo trên GitHub chứa code ha. Đây. Đấy. Đấy. Click vô đường link cho anh chị thấy được cái này. Đấy. Rồi anh chị sẽ nhận cái code này, tức là chị phải clone cái code này về cái máy cục bộ của anh chị để anh chị hiệu chỉnh rồi sau chị upload lên. Đúng không ạ? À, anh chị nè có đường link này thì để clone thì chúng ta sẽ trong cái code nào mà cái anh chị sẽ cái nút xanh xanh này code này anh chị click cho đó anh chị sẽ thấy có cái đường link ha. À, có cái copy cái đường link đây. Đấy. Đấy, copy đây à, copy cái đường link dưới đây à, copy là nhấn copy thôi này nó tự đi đây. Rồi anh chị mở terminal tại cái chỗ nào anh chị đặt cái muốn để đặt cái code anh chị đó à, thì mở cái terminal lên chỗ đó à, thì cách mở là anh chị chỉ cần là đè phím shift ha, đè phím shift nhấn chuột phải à, thì nó sẽ ngay thư mục mà anh chị muốn muốn để cái code đó. À, thì cách đơn giản là chúng ta sẽ đè phím shift anh chị nhấn cục phải thì nó sẽ hiển thị ra cái terminal của ta. Đấy. Rồi anh chị gõ là git clone. Rồi copy bài dán cái đường link của anh chị mới mới copy đó. Đấy. Rồi anh chị muốn đổi tên nữa thì anh chị cắt găng cái anh chị đặt cái tên mới vô, cái tên của thư mục mới. À, anh chị muốn đổi tên cái thư mục. Đấy. Hoặc là anh chị clone về rồi anh chị rename thư mục đó cũng được ha. Đấy. Này tôi để nguyên thì nó cái tên nó dài như vậy. Đấy. Còn chị muốn là hay là con về rồi anh chị đổi tên cũng được ha. Đấy, con về đây. Đấy. À, thì lần đầu tiên anh chị cài Git á, thì nó sẽ yêu cầu anh chị đăng nhập ha. Anh chị đăng nhập. Đấy, tại vì cái này là giờ cái tài cái repo này là của riêng của anh chị. Do đó thì không không thể tự động anh chị clone về được, anh chị phải đăng nhập ha. Đăng nhập. À, đăng nhập. Thật ra đăng nhập đó thì anh chị gõ câu lệnh config username và password. Trước username email này gõ câu lệnh chúng ta đấy rồi sau đó thì anh chị clone thì một lần lại thì anh chị sẽ thấy nó sẽ hiển thị ra cái hỏi đăng chị đăng nhập nè cái cửa sổ này cái số này cửa sổ đăng nhập này thì anh chị nhấn sign in with browser sign in with browser thì nó sẽ mở cái browser lên cho anh chị đăng nhập Git rồi chị authorize nhấn bắt buộc cho đó confirm authorize thì lúc đó thì nó sẽ clone xong á đây nó sẽ clone về xong đây. Anh Rồi nó em sẽ sao hỏi, em hồi lúc cái bước đó em đăng nhập ở ngoài cái bên cái GitHub ở ngoài mà vô đây nó không có hỏi cái đăng nhập này cũng được không thầy? à, cũng được miễn sao clone về được được miễn sao nó clone về được là nó sẽ xác nhận như định danh của anh chị được á. Cái này có thể lần đầu tiên đó anh xài GitHub, tại vì giả sử anh đã xài GitHub đó trước đó rồi thì nó khai là nó đã lưu cái định danh của anh rồi trong cái máy của anh rồi, hiểu không ạ? Cái này là cái lần đầu tiên nhiều người lần đầu tiên thì nó sẽ hỏi định danh như vậy. Đấy. Em đăng ký tài khoản luôn rồi mà nó hiện không có giống thầy thì Thì chỉ có gì vấn đề gì anh chị phải lên cái này anh chị cho anh nói nha để có thể chụp hình lại để cho biết cái tại từng 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 anh chị khác cái có lỗi khác không ạ. Rồi nhận code rồi thì chúng ta hay mở code lên dùng cái editor đó của anh chị thích đó thì dùng viết code hay dùng cái gì đó mở code lên mở thư mục lên rồi. Anh chị sẽ viết code ha. Anh chị viết code. Viết code sau đó thì đây là code nè, anh chị sửa code, giả sử anh chị sửa gì đó. Giả sử này tôi sửa sửa này, sửa một chút xíu rồi. Đấy, sửa xíu rồi, giả sử là giờ ghi điện cái này. Đấy. Đấy. Rồi anh chị muốn lưu lại thì chúng ta có cái câu lệnh, có hai cách ha, hoặc là anh chị gõ câu lệnh như đây. Đấy. Chị đã thấy là có nó chị gọi git tay tạp thì nó thấy là có cái file đã được hiệu chỉnh này. Đấy. Rồi anh chị gõ git add tên cái file anh chị đã hiệu chỉnh
Rồi, nó thấy nó màu xanh là chuyển thành từ đỏ thành xanh nè. Rồi sau đó thì anh chị git commit bảo là giải commit cái câu chuyện mờ cái không cái cái chuỗi ghi đó anh chị ghi chuỗi cũng được. Này ghi chú thôi. Đấy. Đấy. Rồi xong, rồi anh chị boot lên á, boot lên GitHub. Đấy. Boot chữ origin master. Đấy, thì nó sẽ lấy xong để xong GitHub. Đấy. Đây cách nhất á thì cách này nó sẽ gõ dòng lệnh thì nó hơi 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 rườm rà xíu. Tuy nhiên có cách thứ hai nữa là anh chị trên xài VS Code, nếu chị xài VS Code đó, thì mỗi lần chị thay đổi gì đó, nó sẽ báo ra, cái file nó nhận biết cái file này thay đổi rồi nó sẽ nó báo cho đây. Đấy. Đây, anh chị thay thay đổi đây thì sẽ thấy là ở góc bên trái ta có cái màu xanh nè, có cái đánh bên trái số 1 nè. Thì nó báo là có một file thay đổi rồi ha. Đấy. Đây, thay đổi đây. Thì các chị là vô đây. Anh chị có thể là commit á, commit thì đây là các bạn chị không cần cần phải gõ dòng lệnh. Đấy. Chị thấy là có cái file đã thay đổi sửa đổi nè. Đấy. Chị nhấn vô add chị save lại. Commit. Đấy. Thì nó cũng thực hiện commit nó sẽ đó thì chị boot lên ha. Cũng được. Đấy. Xin lỗi. Thì cái này anh chị dùng cái cơ sở giờ cái đồ họa. Đồ họa anh chị không cần phải gõ lệnh. Thì cũng được có ha, cũng được ha. Đấy. Rồi xong. Đấy. Vậy đó, thì anh chị clone code về sau đó anh chị làm này. Anh chị sửa code anh chị cứ làm mỗi lần sửa cho anh chị clone về anh chị sửa xong thì chị save lại, sửa xong chị save lại anh chị boot lên code trên GitHub. Đúng không? Rồi, vậy đó. Thì cái video này anh chị hãy xem lại á, có gì có vấn đề gì thì anh chị lên cái Classroom anh ta nói, ta trao đổi. Rồi, có vấn đề không ạ? Chỗ này có vấn đề không? À, thầy cái decor này á mình phải đăng ký tài khoản hay là thầy đã add vô rồi thầy ha? Cái Discord hả? Tôi không gõ mới đầu nó bạn cho chị thấy link cho đường link thử anh chị link đường link thấy nó hỏi anh chị làm gì. Tôi không gõ. Lần đầu tiên chị cần tạo tài khoản chỗ nào đó. Đấy, nếu mới đầu hỏi thì có thể nó tạo ra nó yêu cầu tài khoản á thì anh chị nhắn tạo thôi. Không có anh đã là không cần tạo vẫn vô được ok không được hả tôi chưa biết nên chị tôi không biết nữa anh chị nhắn cho thử đây tôi chưa gõ nữa là nó có gì tạo tài khoản không anh chị học công nghệ thông tin mà ngại tạo tài khoản này không? Nộp hình báo cáo thì anh chị tạo cái file báo cáo rồi anh chị chụp hình vô từng bài vậy đó Cái trang của thầy đang share ở trên Google hết luôn hả thầy? sao ạ Cái trang của thầy chào mừng đến với chữ giúp bài tập này là trên Google hết luôn hả thầy? trên Gohot không cái này là cái trên chat ha cái Discord là một cái app để bạn chat ha các chat nhóm này đó đó thì Discord là cái app để chúng ta chat nó cho có thể trên cái di động nó có trên desktop luôn nó trên web luôn thì anh tùy anh chị muốn xài trên điện thoại di động hay là anh chị muốn xài trên desktop hay chị xài trên web vậy cũng được ha anh chị có chỉ cần click cái đường link thôi link tôi gửi đó anh chị join vô đúng ạ gửi link xin cái trang LD đó anh chị này anh chị không vô đây hả đấy có anh chị gửi rồi đó anh chị cũng phải vô đây anh chị nhận nhận cái code bài tập ha cho nên phải có phải vô đây mới được chứ đâu có cái nào mấy đường link nè
vẫn có tài liệu chia sẻ nữa. Thầy có tạo lên làm báo cáo của lớp 1, lớp 2 gì thầy? Chừng nào mới nộp? Sao anh hỏi sao? Tạo link để nộp mấy cái báo cáo của lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi nè thầy. À, anh chị làm báo cáo á, tức là anh chị nhận báo cáo, anh chị chụp hình lại từng bài anh chị đánh dấu, là anh chị tặng biết cái đó hình đó của bài nào á, anh chị tự tạo thôi, này không có mẫu chứ á. Chị là lớp 1 bài 1 chụp hình vô, hay là anh chị phân biệt cái sau đó chị ghi gõ vài câu ra để phân biệt cái này của bài 1 bài 2 gì đó, đúng không ạ? Thì đó tự anh chị trình bày á. Rồi thì mỗi tất cả các lớp thì anh chị cũng sẽ ghi cùng một báo cáo, nên anh chị tức là anh chị tạo một cái file báo cáo duy nhất thôi. Lớp 1 thì chị ghi lớp 1 bài 1 gì đó, anh chụp hình vô, tới lớp 2 cũng vậy, ghi sau đó lớp lớp 2 bài 1, lớp 3 bài 1, lớp 4 bài 1 gì đó. Chụp hình ghi tất cả trong cái file báo cáo. Rồi anh chị là nộp trong đây nè. Nộp bài báo cáo nè, thực hành nè. Ở đây nó có chỗ để chị submit cái bài báo cáo nè, trong cái trang LDA tất cả nó làm việc trên trang LDA hết á. Cho nên nè, có cái chỗ để chị nộp bài báo cáo nè. Chị thấy không ạ? Ngay cái chỗ mà đây là tôi đang cái đang ở trên cái màn hình chị thấy nè, đúng không ạ? Anh chị làm code mấy cái, nhận cái code anh chị làm, anh chị chụp hình lại kết quả lại cả bốn bài, bốn cái buổi thực hành, rồi anh chị nộp cái bài báo cáo của anh chị đó lên đây, đúng không ạ? Thầy nộp một lượt bốn bài luôn hả thầy? Anh chị cần nộp cái file báo cáo, cái mà anh chị nộp trên đây nè là một cái file báo cáo hoặc cái PDF gì đó. Cũng được ha. Submit lên đây. Thì cái bài báo cáo, cái file báo cáo của chị sẽ là nộp hết luôn. Anh chị hiểu không ạ? Nộp cái file báo cáo chị trên đây nè. Trên đây nè. Đấy. Rồi code thì anh chị submit lên GitHub rồi. Thì không cần phải nộp code ha. Trong đây, trên đây thì anh chị chỉ cần nộp cái đây luôn. Rồi được chưa? Cái này được, hiểu không? Rõ không? Báo cáo hết 4 bài rồi nộp một lần nữa đây. Nộp file báo cáo chị chỉ nộp một file báo cáo duy nhất. Submit lên cái chỗ này nè. File báo cáo của anh chị là submit chỗ này, một file duy nhất. Là anh chị ghi tất cả cho 4 bài, anh chị ghi cho một file duy nhất thôi. Nhưng mà anh chị đánh dấu cái bài nào, buổi nào, anh chị đánh dấu cho cụ thể hay rõ ha, để đừng chừng kinh chị chứ chụp hình chị để vô, chụp hình để vô tôi không biết bài nào cho nên chấm khó lắm ha. Đúng không ạ? Đấy. Thì chỉ đánh dấu thôi, buổi 1 bài 1 cho mình vô. Rồi buổi 2 bài 1, buổi 1 bài 2, buổi gì đó. Anh chị làm gì anh chị cho nó tô cái header bài 1, bài 2 buổi 2, buổi 1 gì đó cho nó rõ. Vậy thôi. Không, rồi anh chị nộp tất cả 4 bài đó, anh chị sẽ tạo ghi vô chung một cái file báo cáo duy nhất thôi. Rồi anh chị nộp file báo cáo đó. Rồi cái code thì anh chị phải submit, phải boot lên cái chỗ cái repo GitHub đó. Anh chị sale là anh chị boost lên, anh chị đẩy lên cái GitHub đó. Do đó thì anh chị không cần nộp code ở đây. Code anh chị đã lưu trên GitHub rồi. Ở đây thì anh chị chỉ nộp cái file Word hoặc là file PDF anh chị thôi. Anh chị nộp file PDF nha, để Word nó chạy lụm chứ. Anh chị nộp file PDF đi. Đấy. Trong bài báo cáo ghi rõ họ tên, mã số gì thì cái này có nói sẵn hết trơn anh chị trong cái file báo cáo chị mở lên đây. Nè. Có đọc cho anh chị đọc vài chữ khó, anh chị đọc vài câu là ok. Đấy. Nào, sinh viên tạo một cái file báo cáo duy nhất, tất cả đều có thông tin hết á, tất cả đều có thông tin hết. Chứ nãy giờ tôi nói là tất cả đều đã trình bày anh chị hết trong cái file báo cáo hoặc là trong cái thông báo này hoặc là trong cái file yêu cầu buổi thực hành này, tất cả đều có ghi hết á. Này tôi nhắc lại để ta giải thích gì thôi. Chứ anh chị chịu khó, anh chị ngồi anh chị khó đọc vài câu là ok. Được chưa, chỗ này được chưa? Có cái gì thì người ta có cái kênh chat đó, có kênh chat đấy. Rồi bất đắc quá không biết lý do gì sao chị vô không được kênh chat thì chị có thể là gửi mail á, nhưng mà gửi mail thì nó rất hạn chế, nó không có trả lời được, có thể trao đổi trực tiếp nó dễ hơn. Rồi cái này có được chưa anh chị?
Nhóm học phần là gì? Nhóm học phần là cái này là không cần để cũng được, cái tên học phần thì thật ra con lớp anh chị từ xa con lớp rồi đó thì không cần để cũng được. Tại vì thường trên chính quy họ phân thành những cái lớp đó, lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi đó. Rồi cái nào thường này chỉ biết họ tên chị là được kìa. Họ tên và anh chị copy cái đường link từng anh chị sẽ có cái đường link GitHub đó, anh chị copy vô. Mỗi buổi sẽ có đường link anh chị copy vô. Dục vô ha. Họ tên rồi cái đường link GitHub. Rồi sau đó thì anh chị chụp hình vô kết quả. Đấy. Cái nào đó không có nhớ một phần thì anh chị cần khỏi để cũng được á, tại vì chúng ta có một nhóm mà. Thầy ơi, sửa hình theo cái ý của mình hả thầy, chứ đâu có làm giống trong cái bài hướng dẫn hả thầy? Không, làm giống đó anh chị, đây là cái hình, cái hình ví dụ thôi anh chị. Giờ anh chị làm lại cái code này nè, rồi anh chị chạy thử kết quả và nó giống cái yêu cầu không. Đây, mỗi cái có yêu cầu nè. Đấy, mỗi cái bài nó có yêu cầu gì đó. Đấy. À, có một bài thì có hình để cho anh chị hình dung nó yêu cầu làm gì, để anh chị biết được là nó chạy đúng hay không. Đấy. À, rồi anh chị sẽ viết lại cái code đây, rồi anh chị chạy thử. Đấy, coi nó độ đúng yêu cầu không. Đúng cầu không? À, nếu mà đúng yêu cầu là ok, anh chị chụp lại. Đấy. Rồi không đúng mà anh chị không biết đường sửa thì cũng chụp lại luôn ha. Thì nói chung là làm được cái gì để làm. Chị không ạ? Thì mỗi bài nó có yêu cầu anh chị. Mỗi bài nó có yêu cầu nè. Anh chị đọc yêu cầu. Anh giống như đọc đề bài anh ta làm thôi, đâu có gì đâu. Rồi còn anh chị còn câu hỏi nào nữa không? Tất cả các buổi thực hành đều tương tự gì ha, à, nó cũng sẽ làm như hệt vậy. Đây là cái lần đầu tiên có thể nó hơi gắt đó, nhưng mà các lần sau thì buổi sau thì các bạn anh chị làm nó sẽ giống hệt chị luôn ha. À, chị cấp bây giờ đừng liên lại. Thì anh chị tôi cấp bây trên thanh địa chỉ của trình diễn anh chị đó. Ừ. Hoặc là anh chị cái đường clone cũng được, hoặc là đường liên động được, chị copy sao mà click vô này nó hiển thị lên rồi. Rồi có anh chị nào còn cái gì chưa rõ chỗ này không? Chỗ cách mình làm bài tập. Sửa tên chị, sửa tên gì, sửa tên nhóm hay sửa tên của anh chị? Ở cái nội dung địch cọt không quan trọng, nói chung là cái đó để là nó cũng không cần quan trọng, không cần á, thì biết sao anh chị đặt được câu hỏi, anh chị cần giải quyết được vấn đề thôi chứ đâu cần cái tên tuổi gì đâu.
Đó là cái kênh giao tiếp thôi á, có chỗ để ta trao đổi. Anh giàu anh nào giàu LD không thấy, có nghĩa là anh chỉ giàu lộn file á, lộn dọn cái trang LD đó, anh thì xem lại ha. Đấy, ID là 1383. Đấy, cái call là 1383. Anh chị vô không thấy là anh chị vào lộn ha. Có nhiều anh chị thấy rồi mà, anh chị vô không thấy là anh chị vào lộn đó. Anh chị cố gắng, mới đầu anh chị có thể làm quen GitHub, mà anh chị cố gắng làm quen với cái này á, cái này tại vì cái gì cao công nghệ thông tin thì chúng ta phải biết mấy cái này á, này viết code này nó để lên GitHub này nọ. Do đó thì anh chịu khó là làm cái này nó rất 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 quan trọng, rất là hữu ích cho chúng ta ha. Chúng ta là bên cái chuyên ngành công nghệ thông tin. Giả sử anh chị học không phải chuyên ngành thì có thể là ta không có bắt buộc ta làm như này, nhưng mà học chuyên ngành nghệ tin thì ít nhất là phải hiểu mấy cái GitHub này nọ, quản lý mã nguồn này ha, submit code này nọ lên. Đấy. Thì có thể một số anh chị có thể lần đầu đã làm này quen này, nhưng mà anh chị chịu khó làm xíu ha. Đấy. Thì nó sẽ giúp ích rất nhiều sau này, có thể trong học phần có thể bên ngoài luôn. Đấy. Cái này là những cái ta làm hiện nay ha. Rồi tôi nghĩ chắc là thông tin chắc cũng đầy đủ anh chị. Có vấn đề gì thì anh chị lên GitHub ta chat ha, cho nó dễ. Anh chị có gặp lỗi gì đó, anh chị làm bước nào thì làm xong thì anh chị chú ý là anh chị hỏi, anh chị cũng cố gắng nó cụ thể xíu ha. Ví dụ cái chiều nay có anh chị hỏi là em làm không được, cái anh chị không nói gì cho anh chị, em làm không được cái bài đó đó, rồi anh chị gửi cái bài đó tôi không rõ anh chị bị cái vấn đề gì ha. Đấy, anh chị hỏi anh chị nói chung là cũng có cụ thể xíu, tức là tại cái bước đó em làm không được, tôi làm không được đó. Đấy, làm không được như nào, nó không như ý muốn sao đó, thì chị ít nhất anh chị miêu tả nó xíu, hay chụp hình lại xíu để cho nói. Giờ anh chị nói làm không được thì không biết đường đâu sửa ha, tại vì đâu có nói biết vấn đề là gì đâu. Tại cái bước đó nó làm nó không được, nó ra kết quả nó sai, nó bị lỗi hay sao nó chạy không được hay gì đó. Đấy, thì ta miêu tả cụ thể ở cái bước nào. Đấy. Như nào? Chị chụp hình lại hay cho đơn giản chị chụp hình lại thôi. Đấy. Thì miêu tả xíu. Đúng không ạ? Rồi chúng ta qua cái nội dung khác anh chị. Tiếp ha. Rồi thì cái chủ đề công nghệ nhất là Bootstrap đó, chúng ta nói về Bootstrap để là cái thư viện Citus thì giúp chị thiết kế cái trang web cho nó
Nhanh chóng, nó có thẩm mỹ, đúng không ạ? Tại vì người ta thiết kế cái sẵn thành phần của ta rồi, và chúng ta tìm cách ta sử dụng cái thành phần đó trong web ta thôi, đúng không ạ? Cái chủ đề công nghệ thứ hai ta nói đến đó là cái Jamboree, thư viện Jamboree này liên quan đến JavaScript, chủ đề công nghệ JavaScript, đúng không ạ? Thì cái này á, người ta mấy này ta sẽ nói sao, mấy này chưa có vấn đề gì hết, thì ta sẽ lướt qua chỗ này, ta sẽ nói một chỗ quan trọng ha. Thì cái Jamboree á, thì là cái thư viện JavaScript á, thì chúng ta sử dụng nó giống như cái sử dụng thư viện JavaScript thông thường thôi. Chúng ta chỉ có thể download về máy cục bộ người ta, rồi người ta link nó vào cái trang web người ta, trang HTML người ta. Đấy. Hoặc là chúng ta dùng cái CDN, đúng không ạ? Copy, nó có đường link trên trên web đó, người ta copy về. Ta cũng link vô trang web ta đấy, họ ta sẽ có demo sau đấy. Cách sử dụng giống như cái Bootstrap rồi, Bootstrap thì chị cũng là copy cái đường link đến cái thư viện đó, chị link vô đúng không ạ, link vô trang HTML ta, rồi cái trước khi ta nói đến cái đi sâu vào cách sử dụng của Jamboree á, thì ta nhắc lại cái khái niệm DOM ha, nhắc lại khái niệm DOM trước khi ta đi sâu và đi vào cái cách sử dụng cái Jamboree á. Thì sẽ nhắc lại khái niệm DOM. Đây là khái niệm chị học từ lập trình web á, đó hy vọng các anh chị đã học rồi ha. Khái niệm DOM. Đấy. Thì cái DOM là viết tắt của cái Document Object Model, dịch ra nôm na là mô hình đối tượng tài liệu, mô hình đối tượng tài liệu ha. Thì cái này có nghĩa là gì? Ở trang web ta là cái trang HTML ha. Trang HTML thì trang web ta, nếu mà ta mở cái có mở cái sụt nó lên đó, mở xem á, thì nó là các thẻ HTML, đúng không ạ? Nó lồng nhau như này. Thẻ, ví dụ như ta có là cái thẻ đầu tiên là thẻ HTML, cái thẻ ta nó sẽ là bao tất cả cái thẻ khác còn lại. Đấy. Trong thẻ HTML có cái phần có thẻ head, thẻ head. Có thẻ head. Rồi có thể trong cái thẻ head thì có thẻ title. Đấy, có thẻ title. Đấy, title thì ta chỉnh cái title của trang web ta. Đấy. Ở dưới đây có thẻ body. À, rồi cho đó thì cái nội dung của ta H1, anchor đó, bar graph tùy cái nội dung của trang web ta. Nó có cái thẻ như vậy. Rồi. Thì cái này là cái trang web, nội dung trang web à. Thì cái này là code, cái ta nhìn thấy nè, đúng không ạ? Khi mà cái trình duyệt á, nó mở cái file này lên á. Nó mở cái trang web lên á, nó đọc cái trang web này ạ. À. Thì nó sẽ để có thể nó hiển thị á, nó sẽ nó không có nhìn thấy như này, mà nó sẽ mô hình nó đọc cái file này và nó sẽ lưu trong bộ nhớ của nó một cái gọi là một cái DOM á, ứng với cái trang web này, một cái document object model, một cái mô hình DOM, một cái mô hình DOM ứng với cái trang web này. Đấy. Thì cái mô hình này là nó dạng như cái hình bên trái là cái cây á, dạng cây, dạng cây. À, thì chúng ta thấy là cái trang HTML trong web ta nó có thẻ lồng nhau, thì ở đây nó có thể là dễ dàng tổ chức theo một dạng cây á, một dạng cây này. Đấy. À, thì nó sẽ đọc cái trang web này, nó sẽ ra cái trình duyệt á, nó thấy trang web với dạng một cái cây DOM như này, cây DOM này trong bộ nhớ á, thì nó sẽ đọc vô thì nó để nó hiểu đó, nó hay biểu diễn được cái trang web này lên cho chị thấy á, thì nó sẽ biểu diễn trong bộ nhớ là dưới dạng những cái object này, những cái cây các object này, object nha. À, thì các thẻ lồng nhau thì này có thể là biểu diễn chị, nó dạng phân cấp nên chị có thể là dễ dàng biểu diễn thành dạng cây á. Ví dụ đây ứng với cái trang web bên trái nè, là cái cây DOM bên phải này, bên phải này đấy. Thì chúng ta thấy là bên trái nó có cái thẻ HTML, như vậy thì dưới trên cái cây chúng ta sẽ có cái nút HTML này, đúng không ạ? HTML, cái thẻ HTML này nó chứa hai cái thẻ head và thẻ body. À, thì như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái giống như là cái nút HTML này nó chứa hai cái thẻ con, hai cái nút con đó là nút head và nút body, đúng không ạ? Đấy. Tương tự như vậy ha, dùng như thẻ head này nó chứa cái title, chứa title, như vậy thì dưới đây nó sẽ thấy là cái con của thẻ head nó sẽ có cái nút title đây, title. Rồi title thì có cái tag này thì nó sẽ là dưới cái con này, dưới cái title nó sẽ có cái nút tag tập đây, máy title. Tương tự đó với thẻ body ha, body này cũng vậy. À, body có hai cái con đó là thẻ anchor và thẻ H1. Đấy. À, như vậy thì thấy là đây là cái mô hình DOM á, mô hình DOM. À, thì cái này tôi nên nhắc lại tại vì anh chị học rồi, tôi hy vọng chị đã học rồi á, nói rồi. Đấy. Thì một cái tài liệu web thì nó sẽ được biểu diễn bởi cái trình duyệt, nó nhìn thấy trang web ta đó. À,
với dạng là cái cây đơm như này à, thì nhờ cây đơm này nó mới là vẽ ra được cái à, nó phân tích và nó vẽ là cái giao diện cho người ta thấy à, cho thấy đúng không ạ à, đơm ừ, nhà đây nó nói là à, khi đọc trang web á, là cái trang HTML đó trình duyệt sẽ tạo một cái đơm cho cái trang web đó à, trong cái bộ nhớ ra à, trong bộ nhớ nó sẽ tạo cái đơm à, để nó giúp chúng ta nó sẽ apply cái status nó sẽ xử lý JavaScript này nọ thì nó sẽ dựa trên cái đơm đó. Đấy. À, thì HTML DOM là cái mô hình đối tượng chuẩn là giao diện lập trình cho HTML, tức là bạn tương tác với trang web ta thông qua cái cây DOM đó. Chúng ta không có làm việc trực tiếp trên cái những cái thẻ này mà chúng ta sẽ làm việc thông qua cây DOM ta. Đây là ta. Thì có thể là cái video này mấy này nó tất cả bài học đều sẽ quay video lại hết, quay lại hết cho đó thì nếu mà hiện giờ anh chị bị giật có thể là mạng, tại vì mỗi mỗi người ở nhà mỗi cái vị trí khác nhau nên có thể là mạng nó bị nó không có điều hết được ha, thì lúc cái bạn, nhưng mà cái video này chắc là sẽ ok ha, tại trường này gần đây đó thì việc video này sẽ là ok anh chị, nếu mà có vấn đề nó khó nghe anh chị có thể là đợi xíu hoặc là chị có thể xem lại cái video á. À, nên chị xem lại video thì nó sẽ rõ hơn nha, tại video nó sẽ rõ hơn thì cái chỗ nào anh chị đó à, thì cũng rất khó để ta có cái đường truyền đó à, nó điều hết cho tất cả các chỗ không ạ. Rồi, à, thì chúng ta có cái cây đơm ha. À, thì cây đơm là cái chúng ta sẽ tương tác là khi là bạn lập trình JavaScript á trên trang web á thì cây đơm là cái mà người ta nhập trình ta tương tác ha, à, tương tác. À, tương tác bạn lập trình trên JavaScript trên cái trang web chúng ta thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là thêm sửa xóa những cái nội dung trong trang web không ạ? À, thì cái việc thêm sửa xóa nội dung trong trang web sẽ được biểu diễn thành việc là thêm à, hoặc là xóa những cái nút trong cái cây đúng không ạ? À, chúng ta sẽ thêm sửa xóa cái nút trên cái cây thì sẽ tương đồng với việc bằng thêm sửa xóa nội dung trên cái trang web chúng ta à, bạn hiểu cái cách không ạ? À, đó cái mô hình là gì ha? À, thì có nghĩa là à, chúng ta làm việc lập trình là viết lập trình tương tác với cái trang web thông qua việc bạn tương tác với cái cây DOM này à, đúng không ạ? Cây DOM này à, anh chị thêm một cái nút mới, tức là thêm một cái nội dung mới vào trang web, có nghĩa là anh chị thêm một cái nút mới vào trong cây, anh chị xóa một cái nội dung nào đó trong trang web, có nghĩa là anh chị xóa cái nút ra khỏi cái cây, anh chị hiểu không ạ? Đấy thì đó cái mô hình như vậy. Rồi thì chúng ta sẽ có mà giới thiệu một số cái phần nội dung trước khi người ta đi vào, ta có ví dụ cụ thể ha. Thì đầu tiên thì cái bước đầu tiên là anh chị khi anh chị import cái thư viện Jamery á thì nó đầu tiên là chị làm được cái gì, anh chị cho phép dùng, cho phép chị dùng, nó sẽ cho phép anh chị dùng cái thư viện tên là Jamery, cái hàm tên là Jamery ha, à, cái hàm Jamery à, thì à, cái hàm này rất quan trọng cho trong cái Jamery ha. À, thì cái tên cái hàm nó cũng cùng tên với thư viện luôn, đặt tên là Jamery à, thì cái hàm này đó là cái hàm là mỗi lần chị làm cái ghi câu lệnh nào thì đầu hầu hết thì anh chị cũng phải bắt đầu bởi cái hàm này à, bắt đầu bằng cái hàm này à, cái hàm tên là Jamery đấy à, thì khi chị import cái thư viện vô á thì nó cho phép chị dùng cái hàm Jamery ha. Đây. Thì cái hàm này có hai cái cách nó ghi ha. Cách thứ nhất là anh chị ghi dạng là cái tên đầy đủ jQuery hoặc là chúng ta dùng cái dấu cái hàm cái tên đơn giản đó là cái dấu đô la ha, dấu đô la. Cái này là cái dấu đô la là cái tên cái hàm ha. Trong JavaScript thì dấu đô la cái tên hàm hợp lệ ha. Tên hàm hợp lệ. Do đó thì có hai cách ghi ha. Chúng ta dùng cái tên đầy đủ là jQuery hoặc là anh chị thấy là người ta sẽ viết nhiều hơn là cái dấu đô la này, dấu đô la này à, sẽ được viết nhiều hơn, tại vì chúng ta chỉ gõ một ký tự thôi, thay vì jQuery chị gõ tới 6 ký tự lận à, thì người ta muốn nhanh chóng thì thường thường ta viết cái hàm jQuery dấu đô la thôi đúng không ạ? À, mà anh chị thấy dấu đô la có nghĩa là tên của cái hàm á à, có hoặc cái hàm đó là jQuery, hai cái này tương đương nhau, anh chị dùng cái nào cũng được ha đúng không ạ? À, dùng cái nào cũng được thì nó cho phép anh chị dùng cái hàm jQuery thôi. À, cái hàm tiếp theo à, anh chị muốn là
khi anh chị viết code JavaScript á, thì anh chị muốn là cái trang web sẽ được load đầy đủ rồi á, cái trang web trang HTML đó nó được load hoàn chỉnh rồi thì anh chị mới chạy cái code của anh chị ha. Tại vì cái code của anh chị nó thao tác trên cái cây DOM, cái trang web, cái là cây DOM ta đó. Đấy. Mà nếu mà cái cây DOM nó chưa có đầy đủ, nó chưa load đầy đủ thì nó load chậm, nó load chưa đầy đủ đó, mà cái code của anh chị chạy á như vậy thì có dễ bị lỗi á, giả sử nó không có xử lý đúng được. Đấy. Tại nhớ làm việc trên cái cây mà cái cây DOM á nó chưa load xong. Đúng không ạ? Nó mới load được con nữa à. Sau đó thì cái đoạn code anh chị chạy rồi thì nó có thể là nó cái logic nó không có đúng à. Đúng không ạ? Anh chị thêm dụng như anh chị thêm sửa xóa một cái phần tử gì đó trong cái cây mà cái cây nó chưa xong, chưa xây dựng xong mà anh chị thực thi rồi. Do đó thì nó bị dễ bị lỗi á. Thì do đó thì người ta mong muốn là thông thường thì ta muốn là ta chỉ thực thi cái đoạn code là khi mà cái tài liệu nó load xong, cái trang web nó load xong đầy đủ hoàn chỉnh. Đấy. Thì chúng ta có hai cái cách để đảm để có thể có cái cách để chúng ta đảm bảo điều này ha. Thì chúng ta có thể là bắt cái sự kiện gọi cái hàm ready trên cái document này, $document đấy, chấm ready, và chúng ta đặt cái hàm function bên trong cái ready này đấy. Thì tất cả những đoạn code bên trong anh chị viết ngay thì nó sẽ được thực thi, chỉ khi nào là được thực thi khi mà cái document nó ready, tức là nó load xong ha. Load xong đấy, trên đó là xong thì chúng ta thường thường ta sẽ bắt đầu bởi cái $document.ready này ở function, do đó là chỉ viết code bên trong đây, code này làm thì tùy ý ha, thì code bên đây sẽ được gọi khi là khi cái document nó load ha. Đó xong đấy rồi. Rồi nhắc lại cách tạo hàm bên JavaScript ha, thì cái này nhắc lại bạn chị đã lập JavaScript rồi, chỉnh JavaScript không ạ? Chúng ta học không có nghỉ ha, học cho xong rồi ha. Chúng ta có cái hàm function, định nghĩa cách cú pháp định nghĩa hàm á, function, từ khóa function mang theo cái tên hàm và cái tham số, định nghĩa thân của cái hàm anh chị ngoặc đóng ngoặc thân cái hàm đấy ha. Đấy. Hoặc là cái cú pháp khác là anh chị là nghĩa dạng này. Đấy. Định nghĩa cái biến tên là function mà anh chị gán nó với mặt cái hàm. Đấy. Hoặc là cái hàm dạng này, dạng mũi tên thì cũng được. Không, anh chị thay bỏ từ khóa function nhưng mà anh chị thay bằng cái nghĩa mũi tên phía sau cái tham số. Thì có nhiều cách ha. Thì thông thường thì ta sử dụng cách thứ nhất này thôi cho nó rõ ràng cho anh chị, nhưng mà thông thường anh chị cũng sẽ thấy một số cái cú pháp thứ hai thứ ba này. Đấy. Thì cái đề cú pháp định nghĩa cái hàm có nhiều cái, có ba cú pháp chính như vậy. Đấy, anh chị có thể định dùng cái cú pháp nào cũng được định nghĩa cái hàm. Chúng ta không có thời gian anh chị, thì anh chị đồng nghĩ có video lên quay lại ha, để có gì anh chị có thể xem lại. Rồi cái bước đầu tiên á là chúng ta sẽ lựa chọn cái phần tử á, cái tác vụ đầu tiên mà anh chị muốn làm á, đó là anh chị lựa chọn phần tử ha, lựa chọn phần tử. Thì chúng ta muốn làm gì đó trên cái cây gì đó, đầu tiên là anh chị lập trình, anh chị là muốn thêm sửa xóa một cái, hay là muốn đọc một giá trị của một nút gì đó, đúng không ạ? Đọc giá trị của một cái tag nào đó. Thì hay là anh chị muốn thêm một cái nút mới vào trong cái cây. Đấy, anh chị muốn xóa một cái nút nào đó ra khỏi cái cây thì anh chị cũng phải định vị cái vị trí, định vị cái vị trí anh chị muốn thêm, anh chị muốn xóa, anh chị muốn là đọc giá trị của nó. Thì anh chị phải định vị trí. Như vậy cái bước đầu tiên anh chị là phải là xác định được cái vị trí nào anh chị mà muốn xử lý ha. Đấy. Thì đó gọi là cái bước chọn, chọn cái phần tử, lựa chọn phần tử. Tức là trong cái cây cái DOM ta sẽ định vị là chọn phần tử nào, ta muốn là sẽ thao tác cho phần tử nào. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cú pháp như sau, ta giấu đô la. Đấy. Ngoài ngoặc chúng ta để cái chuỗi vô. Tức là tham gọi cái hàm JRE mà chúng ta đang đây cái chuỗi, chúng ta gọi là cái chuỗi đại diện cho cái biểu diễn cho cái phần tử mà ta muốn chọn, gọi cái selector ha, gọi cái bộ chọn, bộ chọn ha, bộ chọn. Thì trong đây ta chỉ định cái bộ chọn để chọn cái phần tử ta muốn thao tác ha, chọn thao tác. Thì nó kết quả trả về là một cái JRE object ha, object là một cái giống như cái đối tượng tập hợp ha. Tại vì cái bộ chọn anh chị có thể là khớp với nhiều phần tử ha, cho nên cái cây với DOM ta hay có nhiều phần tử khớp với bộ chọn anh chị, thì nó trả về một cái JRE object. Thì anh chị giống như này cái một cái collection, một tập hợp ha, tập hợp các phần tử thỏa mãn cái bộ chọn của anh chị. Đấy. Thì anh chị có thể là cái JRE anh chị JRE object này anh chị có thể là gọi cái thuộc tính len để tránh ra cái tính ra cái số lượng cái phần tử mà thỏa mãn cái bộ chọn anh chị. Cho chị. Wow. Đó, chị.
Rồi, nói về các bộ chọn thì chúng ta sẽ có những bộ chọn gì? Thì các anh chị học CTOS rồi đó, thì chúng ta nó sẽ hỗ trợ những bộ chọn cơ bản của CTOS ha. Đấy. Ví dụ như anh chị có thể là chọn cái phần tử dựa trên cái tên của cái thẻ. Đấy. Ví dụ chọn thẻ B như này, anh chị để chữ B như này thì nó sẽ lựa chọn ra tất cả những thẻ B trong cái tài liệu của anh chị ha. Thẻ bar graph trong tài liệu của anh chị. Đấy. Hoặc là anh chị nhấn cái dấu đô la này, dấu dấu sao này thì có nghĩa là chọn tất cả các phần tử. Nó sẽ tham chiếu đến nó sẽ return về trả về cái tất cả các phần tử. Thì cái mấy cái này bộ chọn của CLAT này ha. Ví dụ chấm tay tệt này thì nó sẽ chọn cái phần tử nào mà có cái lát là tay tệt, thì cái này giống hệt như CLAT luôn đúng không ạ? Hoặc là thăng header này là sẽ chọn cái phần tử nào có cái ID là HD header đấy đơn hoặc đấy. Anh chị có thể chọn nhiều cái bộ chọn này kết hợp lại nhiều cái phẩy này thì nó sẽ là chọn cái này hoặc cái này hoặc cái này hoặc cái kia đấy đấy này kia các bạn, các bộ chọn cơ bản. Rồi, nếu các bộ chọn cơ bản nó không có thể giúp các anh chị là thọ chọn được cái phần tử anh chị chọn á, thì anh chị có thể dựa trên cái bộ chọn khác, ví dụ là bộ chọn dựa trên cái mức độ phân cấp, cái sự phân cấp á, tức là mối quan hệ cha con giữa các phần tử, giữa các cái việc cái thẻ này lòng thẻ kia đó, thì anh chị có thể dựa trên cái mức độ phân cấp để chúng ta thực hiện cái việc là chọn ha. Đấy. Ví dụ như đây, bộ chọn này nè, thăng footer, phải thăng footer cách cái span. Thì cái này sẽ là lựa chọn tất cả các thẻ span nào là hậu duệ của cái thẻ có ID là footer ha. Thì anh chị hình dung nó có, giả sử anh chị có thẻ div. Div có ID. ID là footer. Đấy. Ở trong đây anh chị có thể là thẻ một div khác nữa. Đấy. Rồi trong này chúng ta thẻ có cái thẻ span. Đấy. Thì cái thẻ span này thì nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện này, tức là có cái thẻ span này nè, nó chọn cái thẻ span này nằm bên trong một cái là cái hậu duệ của cái thẻ có cái ID là có thẻ có ID là footer. Đấy, thì cái thẻ span này sẽ được là lựa chọn, sẽ được tham chiếu rồi, nó trả về tham chiếu đến cái thẻ span đó. Đúng không ạ? Đấy, để chúng ta hay là đọc cái chữ nó hoặc là xóa nó hoặc là sửa nó thông tin gì đó. Vâng. Đấy, đúng không ạ? Đấy. À. Hoặc là anh chị trong hợp chị muốn là cái con trực tiếp á, là không phải hậu duệ là con trực tiếp luôn á, là nằm trực tiếp bên trong luôn á, thì chúng ta dùng dấu lớn hơn nè, dấu lớn hơn này. Ví dụ cái bộ chọn thứ hai là UL dấu lớn hơn LI này, thì nó sẽ là chọn những thẻ LI nào là con trực tiếp của UL, nó sẽ không chọn những thẻ LI nào mà nằm trong cái thẻ ONL hoặc là trong những bên ngoài, nó chỉ chọn những thẻ LI nào là con trực tiếp của UL thôi. Chị không đúng không ạ? Hoặc là có anh chị hay chọn dựa trên thuộc tính của cái thằng phần tử, thuộc tính của phần tử. Ví dụ là anh chị muốn sẽ chọn thẻ anchor nào mà có cái href là cái đường link cụ thể nào đó. Đấy. Thì anh chị chọn ra cái thể là dùng cái dấu ngoặc vuông này, ngoặc vuông này và cái giá trị thuộc tính anh chị muốn chọn. Đấy. Ví dụ là chọn cái href mà có chọn cái thẻ anchor nào mà có cái href là cái đường link với giá trị cụ thể này. Thì lấy ra. Đấy. Thì có rất nhiều cái bộ chọn khác ha, chọn khác nữa. Đấy. Bộ lọc gì vị trí nữa, nhưng mà thông thường người ta chỉ cái bộ chọn cơ bản này là ok rồi không ạ? Trường hợp chị dùng những cái trang web chị nó phức tạp, nó rất nhiều có thể lồng nhau đó, thì người ta bộ chọn thì nó hơi khó, nó chọn hơi khó thì người ta mới dùng những cái bộ chọn khác. Đấy, bộ chọn khác đúng không ạ? Đấy, chọn khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu có cái bài ví dụ ha. Ví dụ đây, có bài ví dụ đây. Rồi chúng ta có cái trang HTML không ta? Đây. Đây không ta? Monster. Chúng ta muốn viết một cái script JavaScript ha, một đoạn script JavaScript. Chúng ta viết một cái trang web như sau. Chúng ta cho phép chúng ta sẽ cho phép người dùng nó có trang web ta sẽ hiển thị một cái input ha, một cái input. Chúng ta sẽ cho phép người dùng nhập cái tên của một bộ phim hoạt hình, nhập tên của một bộ phim hoạt hình. Đấy. Và chúng ta sẽ gọi cái lời gọi Ajax dùng jQuery, ta gọi lời gọi Ajax về một cái server chứa thông tin của bộ phim hoạt hình.
Nó sẽ tìm kiếm cái bộ phim hoạt hình nào có cái tên mà ta nhập vô đó. Đấy, trên cái server của nó, trên server đó. Và nó sẽ hiển thị cái kết quả là cái ảnh của cái poster của bộ phim hoạt hình đó, và đồng thời cái thông tin về bộ phim đó ha, sang gì, với cái bộ cái dạng sử trang web tìm kiếm bộ phim hoạt hình gì đó, bộ phim gì đó, đúng không ạ? Ta sẽ làm với cái jQuery như này. Thì chúng này chúng ta phải cần có cái server để nó chứa thông tin của bộ phim hoạt hình đó. Thì đây nó có cái trang web miễn phí này, cái trang dịch vụ miễn phí này, ví dụ như là chị search. Cái trang Kisu đây, giả sử chị search là dùng là Naruto, Naruto, chị enter cái thì nó sẽ ra cái thông tin của cái các rất nhiều bộ phim liên quan cái có cái text là Naruto á, Naruto đây, thì ở đây nó sẽ trả về dữ liệu JSON, nó ta không có thấy được cái dữ liệu chủ là dạng 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 text này, dạng dạng JSON đây, đấy, này thì chúng ta sẽ đọc ra, nó trả về nếu không nhớ không lầm khoảng 10 kết quả ha. 10 kết quả. Đây cũng như 10 kết quả chứa cái 10 cái bộ phim mà chứa có từ khóa tên là Naruto, là tag gì sách này. Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy ra một cái kết quả đầu tiên thôi, lấy kết quả đầu tiên thôi. Đấy. Đầu tiên ra. Thì kết quả này nó có cái summary này, có summary này, có cái miêu tả, đồng thời nó có cái poster. Dưới này nó có cái poster đây. Poster. Thì anh chị hãy mở poster lên xem đây, poster đây. Thì chúng ta sẽ dựa trên kết quả nó trả về này, chúng ta sẽ hiển thị trên web cái trang summary, cái miêu tả, đồng thời là hiển thị cái poster ứng với bộ phim ta tìm nhé. Đấy, đúng không? Rồi, như vậy thì ta sẽ bắt đầu ta thực hiện nhé. Đầu tiên thì ta sẽ cho phép người dùng ta thiết ta sẽ có là có cái H2 đặt tên đặt anime poster, poster đúng không ạ? Chúng ta có cái input để cho người dùng nhập liệu không ạ? Có cái input cho dùng liệu, thì ta giả sử ta cho đặt cho nó cái ID nè, là anime name input. Đấy, đặt cho cái ID. Rồi đồng thời chúng ta sẽ có cái thẻ, sau đó thì ta sẽ cho cái thẻ HR này. Sau đó thì chúng ta có thẻ deep, reset không ạ? Rồi ta mở trang web lên thì ta thấy hiện giờ thì nó như thế này. Đấy, trang web ta hiện giờ không ạ? Thì nó có cái anime poster và có cái bộ phim, có cái input để ta nhập cái bộ phim cho. Thì ta muốn là có thể có cái nút tìm dưới đây nữa ha, có cái nút tìm nữa. Như vậy thì chỗ này ta thêm cái button nữa, button. Đấy, có cái ID là search btn. Đấy, tên là tìm. Tìm, đúng không ạ? Đấy. Thử hết lại, thì ta có nút tìm đây, đúng không ạ? Rồi ta gặp cái nhỏ gõ cái tên của phim hình ta nhấn tìm thì nó sẽ hiển thị một phim hình dưới đây, tên này đây, đúng không? Rồi chúng ta sẽ làm điều này bằng cái dùng cái thư viện jQuery á. Đầu tiên chúng ta sẽ input cái jQuery vào trong cái trang web ta, lúc trang web trong trang web ta thì chúng ta có thể là dễ dàng search cái jQuery bằng cách là chúng ta search dùng jQuery. Thì cái này rất là thư viện này rất là phổ biến đó, thì chúng ta có thể là search Google ra kết quả đầu tiên ha, jQuery đây. Đấy. Anh chị vào cái download jQuery, download jQuery. Rồi anh chị có thể download về cái trang cục bộ về, chị nhấn cần sale về đây cũng được trên cục bộ về, hoặc là chúng ta có thể là copy cái đường link thôi, copy link này, copy đường link thôi, chúng ta link với vào trang web ta, web đây. Đấy. Thì ta link là cái thẻ strip nha, có cái sụt là cái dán cái đường link ta vô xong, anh chị thấy không ạ? Đấy, có về đường link. Đấy. Anh chị download cục bộ về cũng được ha. Download cục bộ về anh chị link vô cái bằng cái đường link cục bộ. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ thay viết cái thẻ script của chúng ta. Đây, để rip ta. Đây là cái code ta viết ha. Chị nhớ là đặt cái code ta phải nằm phía sau cái thẻ script của jQuery nha. Để ta sử dụng được những cái hàm của nó. Thuận tiện nào. Rồi, chúng ta mong muốn là đoạn code ta sẽ được thực thi sau khi cái tài liệu nó load thành công á, mỗi lần ta mở cái tài liệu lên thì ta muốn là tài liệu load thành công thì ta mới thực thi cái đoạn code JavaScript của ta. Do đó thì chúng ta sẽ dùng dấu gọi hàm jQuery này với cái document.
Đấy, chấm ready. Đấy, ta đưa vào cái hàm function này. Đấy. Và code ta sẽ đặt bên trong cái hàm function này. Đấy. À, thì tất cả code ở đây thì nó sẽ là được sẽ được thực thi khi mà cái tài liệu này nó load sao thành công á. Thì có một cú pháp khác thay vì anh chị gõ như này, anh chị có thể là có cú pháp đơn giản hơn á, là anh chị nó hay là dùng cái làm query đây. À, chúng ta truyền vô cái hàm function thôi. À, function. À, thì cái cú pháp này cũng được ha. À, thì cái này nó cũng được. À, cú pháp này cũng được. Đây. À, có hai cú pháp á, dùng cái này cũng được hoặc là chúng ta chỉ dùng cái này cũng được. Đây, được. À, thì code bên đây cũng ý nghĩa như vậy ha, tức là cái đoạn code này chỉ được thực thi khi mà cái tài liệu nó thành công, nó load thành công. Đây. À, bây giờ chúng ta làm gì? À, bây giờ chúng ta là phải là lấy cái chúng ta muốn làm gì? À, chúng ta muốn là lấy ra được người ta nhập liệu, đúng không ạ? Người ta nhập liệu đây thì nhấn tìm như vậy, ta sẽ muốn là lấy ra được cái đoạn text người ta nhập vô, đúng không ạ? À, text nhập vô. Thì muốn lấy được cái đoạn text người ta nhập vô đây, đoạn văn bản ta nhập vô đây thì ta phải tham chiếu được với cái input, đúng không ạ? À, tham chiếu được cái input thì ta mới lấy được cái text của nó, đúng không ạ? À, như vậy thì ta hãy dùng cái bộ chọn nào đó để select ra được cái input này, đúng không ạ? À, dùng bộ chọn đó thì select cái input này. Như vậy thì ta mong muốn là sẽ select cái input, cho đó thì chúng ta sẽ select cái dùng cái bộ chọn nào đó để ta select cái input ra. Thì cái trang web này đơn giản, ta thấy có rất nhiều cái bộ chọn có thể thỏa mãn cái điều kiện ta, thì ta dùng bộ chọn nào cũng được. À, ta thấy là cái input này có cái ID, cho thấy anh chị hãy dùng cái ID cũng được, hoặc là trong đây chỉ có duy nhất cái thẻ là input thôi, nên chị dùng cái tên của nó cũng được ha, cái tên của cái thẻ cũng được. À, hoặc là chúng ta có cái ID này, chúng ta dùng cái ID cũng được ha. Đấy, được. Thì ta thấy có nhiều rất nhiều bộ chọn nó cùng cái thỏa mãn điều kiện, anh chị dùng bộ chọn nào cũng được ha. À, trong hộp này gắn cái ID thì do đó thì ta hãy dùng cái ID đi. À, để sau này cho chị thêm một cái input khác thì nó cũng không bị lỗi, không, nó không bị lẫn lộn. Đấy. À, như vậy thì đầu tiên là anh chị sẽ định nghĩa cái biến để chúng ta lấy giữ cái input đó. Input ta sẽ lên input anime name, anh chị đặt tên sau đó thì chúng ta sẽ dùng một chỗ query. Cái tag là cái cú pháp của cái status, là có cái tên ID là dấu thăng anime input đây. Thì ta sẽ là cái input của đây, cái tên input đây, đúng không? Tức là anh chị dùng bộ chọn nào cũng được á, thì có nhiều cái bộ chọn có thể họ mãn cái điều kiện anh chị. Rồi chúng ta có anime name đây, là lấy được tham chiếu đến cái nút input trong cái cây đồm ta, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng sẽ bắt cái sự kiện, cần bắt sự kiện click chuột của cái button nữa, do đó thì chúng ta cũng cần phải tham chiếu đến cái nút button nữa. Đấy. Như vậy thì chúng ta cũng có thể là tham chiếu đến nút button nữa. Thì mỗi này đều có cái ID hết á, đó thì chúng ta cũng có thể là con btn shot như vậy. Thì cũng chúng ta là có cái gán ID vô. Đấy. Tương tự thì chúng ta hiển thị kết quả, đó cũng cần phải tham chiếu cái thẻ deep này nữa, đúng không ạ? Tham chiếu thẻ deep nữa. Đấy. Thì chúng ta có thể là deep reset deep đây. Là deep reset gì đó. Cho nó nhất quán nha. Đấy. Đúng không ạ? Rồi. Thì cái này chúng ta là dùng cái bộ chọn để chúng ta tham chiếu đến cái thẻ chúng ta. Đấy, các thẻ trong cái tài liệu HTML ta, đúng không ạ? Để ta hỏi ta đọc ra giá trị, chúng ta thêm mới một phần tử mới vô. Đấy. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt cái sự kiện click chuột ha, bắt chuyện click chuột. Tạm thời thì bây giờ ta sẽ đọc ra cái giá trị của input khi mà ta click cái sự kiện click chuột, không ạ? Bắt sự kiện click chuột. Để bắt sự kiện click chuột của cái nút click chuột nhanh click vào cái button này như nào? À, thì chúng ta có tham chiếu cái nút rồi, không ạ? Chúng ta chỉ có thể là giờ chúng ta có thể là dùng là btn shot, đúng không ạ? Chúng ta có hai cái cú pháp bắt á, là chúng ta hay dùng cái hàm on thì hàm số đầu tiên là cái tên sự kiện bạn muốn là bắt, đó là dường như sự kiện là click, đúng không ạ? Và cái hàm số thứ hai là cái function á, cái hàm sẽ được gọi khi mà cái sự kiện click nó xảy ra, sự kiện click nó xảy ra. Đấy, bây giờ đây, click xảy ra. Ví dụ như là anh chị muốn khi ta click trên cái nút này thì ta sẽ đọc ra giá trị của cái input này, cái giá trị của cái input ta nhập liệu vào á. Giả sử ta có là con anime name. Đấy, như vậy ta sẽ có là input anime name chấm van, trong value này thì ta sẽ đọc ra giá trị của cái input á. Đấy, đọc giá trị của input hàm van để đọc ra giá trị của cái input ta. Đấy. Anh chị có thể ghi log ra, anh chị thử ha. Console log anime input này.
anh chị sao lại. Rồi, bây giờ anh chị chạy thử á, giờ tôi viết code như rồi, thấy nó đầu tâm mệt không à, giờ tôi chạy thử để coi nó chạy kết quả sao. Đấy, thì anh chị có thể gõ refresh lại, anh chị gõ là ví dụ như là Naruto. Đấy. Anh chị tìm thì để có thể xem được cái log thì chúng ta nhấn chuột phải vô cái trang web ta. Rồi anh chị mở là inspect á, inspect dưới này. Đấy. Anh chị gõ vô cái thẻ control. Để nó control nha. Control, anh chị kéo lên đây. Đấy, thì control. Thì giả sử anh chị nhấn nút tìm đây. Thì anh chị thấy là cái chuỗi Naruto nó được in ra này, đúng không ạ? Anh chị gõ là click thì đó. Anh chị nhấn tìm thì nó sẽ hiển thị ra cái tag ta. Đó, tức là ta đã đọc được thành công, nó ra được cái tag này ha. Tag này. Đây, tag này. Thì anh chị thì nó trên đây nó value này ra cái chuỗi cho nó thì tôi muốn là nó nhất quán đồng bộ thì ta thể là gọi thêm cái hàm là to lowercase, lowercase. Ta muốn là chuyển thành tất cả theo cái chữ thường hết ha, để ta nhất coi đồng bộ hóa cái dữ liệu nhập vô thôi. Người nhập chữ hoa, nhập chữ thường gì đó tôi còn biết, đúng là to lowercase hết, đúng không ạ? Lowercase hết, cho nó chữ thường hết. Rồi ok. Rồi bây giờ như vậy ta có được cái tên được của cái bộ phim hoàn thành rồi. Vậy thì ta còn lại là chúng ta sẽ gọi là đưa vô cái gọi cái lời gọi Ajax các bạn về cái server để ta tìm cái bộ phim hình ta. Đấy, bộ phim hình ta. Thì chúng ta có thể là làm trực tiếp trong đây cũng được, nhưng mà tôi muốn là định nghĩa cái hàm á, định nghĩa cái hàm, để sử dụng định nghĩa cái hàm là function anime set anime poster, set anime poster, ta chỉ nhận vào cái name, nhận cái name, đấy, cái name, định nghĩa cái hàm này, để sau này đến hồi chúng ta chỉ cần là gọi là set anime poster, chuyển vô cái name ta, đúng không ạ? Đây ta chỉ gọi ra thôi, đây định nghĩa cái hàm ta, đây cái hàm này. Đấy. Cho nó gọn lại thôi ha. Đấy. Rồi cái chúng ta sẽ trên đây chúng ta làm gì ta, làm gì tiếp theo? Thì chúng ta sẽ trong quá trình ta tìm á, giờ ta nhấn tìm thì nó gọi Ajax rồi, chúng ta sẽ hiển thị thông báo là đang tìm gì đó, đang tìm đó, đúng không ạ? Thì trong thẻ kết quả này nè, tôi muốn là tạo một cái thẻ summary, chúng ta muốn hiển thị là hiển thị hai cái thông tin á, cái summary và cái đoạn text, đoạn paragraph summary và cái ảnh á, cái ảnh đấy, thì ta hiển thị đưa vô đây đấy. Như vậy thì ta hãy tạo một thẻ paragraph để ta hiển thị cái thông báo hay là hiển thị để hồi thông thì kết quả luôn ha. Đấy, thì để tạo một thẻ mới á, để tạo một thẻ mới trong jQuery á thì chúng ta cũng sẽ dùng cái hàm jQuery nữa, Đấy. Vậy ta giả sử ta muốn tạo một thêm cái thẻ mới á, này tạo thẻ mới á, tạo thẻ mới. Thì ta hãy định nghĩa ra thẻ mới đây, ví dụ là PA summary. Đấy, là thẻ mới. Thì chúng ta sẽ cùng dùng cái hàm jQuery nữa. Đấy. Chúng ta cũng truyền vào cái tag nữa, nhưng mà thay vì các anh chị truyền vô một cái bộ chọn thì anh chị sẽ truyền vô một cái cặp thẻ hoàn chỉnh á, đóng mở hoàn chỉnh. Giả sử anh chị muốn thẻ chị tạo thẻ paragraph thì chúng ta sẽ tạo cái truyền vô cái cặp thẻ paragraph, cái thẻ paragraph này. Thì nó hiểu đây là anh chị không phải là chọn cái phần tử mà anh chị muốn tạo phần tử mới, chị không ạ? Để chỉnh mục tìm kiếm ở giữa. Tôi không hiểu câu hỏi á, mình sử dụng lệnh gì để chỉnh mục tìm kiếm giữa. Tôi không hiểu câu hỏi. Đấy. Thì cái này chúng ta tạo một thẻ paragraph mới á, tạo thẻ paragraph mới. Nhưng mà tạo thẻ mới. Đấy. Thì với cái thẻ này thì anh chị có thể là có như vậy thì thẻ này nó tạo ra thì nó rỗng á, nó không có giá trị gì cả. Chị muốn là giả sử cái paragraph thì chị muốn set cái tag của nó không ạ? Set cái tag chính giữa thẻ đóng mở này. Thì chúng ta có thể là set, ví dụ như là khi nhấn nút này thì ta muốn là nó đang tìm, hiển thị cái chuỗi nó đang tìm, b summary, gọi hàm tag, tag, truyền vô cái tag giả sử như là gì, đang tìm, đang tìm kiếm, đấy, chỗ tag tìm kiếm, thì cái tag tìm kiếm này sẽ nằm chính giữa cái cặp thẻ đóng mở này ha. Thì mình ta tạo cái thẻ này rỗng, sau đó thì ta sẽ nhét cái chuỗi này vô bên trong thẻ đó, trong thẻ đó, đấy, trong thẻ đó, rồi.
Cái này anh chị tạo thẻ thôi, nhưng mà cái thẻ này nó chưa gắn vô cái cây á, do đó thì hiện tại anh chị hiện giờ là anh chị giả sử quét lại anh chị là gõ là gì, Naruto đấy, anh chị nhấn nút tìm thì anh chị thấy nó không có hiển thị kết quả gì đó, tại vì anh chị tạo cái thẻ mới nhưng mà anh chị chưa có gắn cái thẻ đó vô cái cây, gắn như thế đó trong cái cây đơm gì đó thì cái trang web nó không có, nó không hiển thị được, nó không có, nó đâu có cái nút đó đâu mà nó hiển thị, đúng không ạ? Đấy đó. Tìm kiếm bên phải à, tôi không rõ. Mình đỡ tóc vô trong cái bê luôn không được thầy, có thể bê chỗ tạo hàm ấy, Làm sao? mình để cái chữ đang tìm kiếm nó vô cái chỗ bê, cái thẻ bê chỗ mình đang tạo hàm nó được không? Thẻ B về nó tạo hàm đấy. À, thì cũng được ha, anh chị có thể là thêm cái mục tích cũng được, hoặc là gì thêm đây cũng được ha. Đấy đấy, rồi rồi chúng ta nói chung là cách nào cũng được, chúng ta làm cái tạo được cái thẻ, tạo được thẻ này, tạo được thẻ này đấy. Tiếp theo là chúng ta là nhận tôi đầu tôi nhắc là tôi chưa có thêm vô á, tôi chưa thêm vô cái cây, chưa thêm vô cây đơm, chưa thêm vô cây đơm đấy, chưa thêm vô cây đơm. Chúng ta có thể thêm vô cây đơm bằng cách là chúng ta ta muốn là thêm vô là nằm giữa, nằm con của cái thẻ deep này, không ạ? Thì em còn nằm là bên trong cái thẻ deep này đấy, nằm con cái deep reset này, ta muốn là nằm con này, do đó thì chúng ta có thể là deep reset chúng ta append á, cho append 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 cái bên summary vô, bên summary vô đấy, summary vô thì thì nó xuống đây anh thấy ha, này anh thấy này và anh chị thấy cái mở cái element tả té element là chị thấy là dưới đây nó sẽ có cái b là tìm kiếm này, dưới này là chị thấy b đang tìm kiếm đang là cái con của thằng này, đúng không ạ? Thì có hai cú pháp anh chị có thể là dùng cú pháp này, tức là cái thẻ cha bằng append thẻ con, hoặc cái cú pháp ngược lại là anh chị có thể là dùng cái b summary này, anh chị append to thẻ cha, append to thẻ cha. Đấy. Thì hai cú pháp cái nào cũng được ha, nhưng mà cú pháp nó hơi ngược hơn chứ. Đấy. Thì cái cho kết quả thì cho kết quả giống hai giống nhau ha, nhưng mà có hai cú pháp ghi thẻ cha anh chị append thẻ con, hoặc là thẻ con append thẻ cha. Đấy. Thì cú pháp nào cũng được ha, thì chọn một cái thôi, nhưng mà chọn cái này, chọn cái thôi ha, chọn cái thôi, chọn cái. Cái tag này tôi thử tôi được, tôi không có nhớ rõ chỗ này ha. Thì nó xem nó có được không. Tôi không rõ cú pháp này được không, đây cũng được ha, đây nó cũng tạo thẻ được ha. Đấy. Anh chị đó thì em được đấy, câu trả lời là được ha, thì có gì record thì ta test như vậy đó. Anh chị làm tìm kiếm này cũng được, nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ xem, ta sẽ viết vậy, ta giới thiệu cái hàm test nè, rồi chị là thể thêm cái hàm test cũng được đấy. Rồi để mày có hai cú pháp anh chị append đó. Đấy, xong rồi bây giờ thì chúng ta có rồi, xong rồi chúng ta là gọi cái hàm có cái tên này rồi, có cái chỗ để ta chuẩn bị chứa kết quả rồi. Ta sẽ thực hiện cái lời gọi Ajax ha, Ajax Ajax thì chúng ta có nhiều cách để ta thực hiện lời gọi Ajax ha. Thì chúng ta có cái mới nhất của JavaScript thì có hồi giờ hay dùng cái hàm fetch để ta fetch về cũng được. À, nhưng mà chúng ta đang học jQuery đó thì cái hàm này là của JavaScript á. Nhưng mà ta học jQuery thì có cái hàm riêng, có nhiều cái hàm nữa. Thì cái chứa dữ liệu nó trả về đó, thấy là dữ liệu nó trả về chỗ này là JSON, do đó thì nó sẽ có cái hàm gọi là get JSON á, get JSON. Người ta hay dùng cái hàm là get JSON, get JSON. Dùng cái get JSON đây. JSON. Đấy. Thì cái này chúng ta sẽ truyền vô cái URL, chúng ta sẽ cần gọi, và cái hàm sẽ được gọi khi mà cái dữ liệu nó trả về. Đấy, nó trả về. Thì cái URL đó là cái đường link đến cái đường link đây, không ạ, đường link đây. Và ta set cái này ta đưa nhét vô cái tên á, nhét cái tên vô. Đấy, tên biến tên này. Thì chúng ta có đồ là nè, là nè, đúng không ạ? Rồi
À, bây giờ chúng ta sẽ lấy lóc 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 về thì lóc về thì nó sẽ lấy nó sẽ khi ta gọi thì nó sẽ gửi lên nó sẽ trả kết quả nè. Đây là cái mảng này. Đấy. Thì ta chỉ là lấy cái thanh đầu tiên thôi. Thì nó trả cái dữ liệu nó cần đó là cái data này đúng không ạ? Data này. Data này thì chúng ta sẽ lấy cái này cái array á, cái mảng 10 phần tử, 10 cái bộ phim là có chứa cái tới test ta cần tìm. Thì này chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên thôi, lấy phần tử đầu tiên thôi. Thì cái này phần tử đầu tiên nó có rất nhiều thông tin như này. Chúng ta chỉ lấy cái attribute chấm synopsis này là cái summary đó và cuối cùng là cái poster email medium đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy hai đọc cái hai cái trường đó và ta hiển thị lên trang web ta đúng không ạ? Rồi cái data đây thì như vậy thì ta thể là kiểm tra là nếu mà cái data ở này ta để là respond để cho nó dễ respond respond đi đúng không ạ? Respond nếu cái respond này chấm data thì data là cái mảng nha. Data chính là cái này nè, cái data này nó trả về cái data này đúng không ạ? Data này nguyên cái này là cái response chấm data đấy và chấm data mà cái len nó lớn không lớn hơn không thì chúng ta có thể là cho có kết quả ha kết quả kết quả kết quả thì chúng ta sẽ đọc cái summary lưu vào trong cái b summary này đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta có thể đọc là chúng ta lấy cái bộ phim ta cần đọc chính là con anime đấy chính là cái respond data không không đấy không đấy. Rồi rồi chúng ta sẽ set cái b summary tag là cái any attribute synopsis thì cái này ta đi theo cái đường đi của nó thôi đây đây chúng ta có cái data này cho chấm cái phần tử khâu đầu tiên ta không attribute synopsis synopsis đây synopsis đây chấm synopsis đúng không ạ rồi xếp test này đồng thời ta cũng phải tạo cái ảnh đúng không ạ tạo cái thẻ ảnh để ta tạo cái ảnh để ta đưa chèn vô rồi, vậy ta đây ta tạo tiếp là cái thẻ email con img poster sẽ bằng là chúng ta sẽ tạo từ thẻ email hoặc email đây đây này thì tại đang tìm kiếm thì ta sẽ xóa cái thẻ email đó bằng cách là ta b email poster at drop drop thì cái drop là để thay đổi cái thuộc tính của cái thẻ đấy thì chúng ta muốn ta set cái suột của nó tạm thời thì ta suột nó là rộng suột nó rộng đấy đây đấy nó rộng hay sụp rộng ha. Rồi. Rồi, như vậy thì tới đây thì chúng ta sẽ thêm chúng ta có đọc được cái phần tử rồi ta sẽ thêm cái poster giả sử là chỉnh cái poster medium đi. Medium. Đấy, medium. Đấy. Tại mình thấy là chỉ làm ta có cái poster như này, poster mày đây, có cái medium, đây medium. Đấy. Đấy, sụp. Set cái sụp của cái mày. Và cuối cùng là ta muốn là cái email chú ý là cái email là ta chưa có append vô cái thẻ deep ha do đó thì chúng ta sẽ append thẻ deep đây thì để ta dùng cái append rồi giờ ta làm ngược lại giờ thấy là email poster append to thẻ deep thẻ cha đấy append to thẻ cha đúng không ạ đấy còn nếu mà nó không kết quả thì ta cho là giả sử là không tìm thấy AMI này là gì đó để cho AMI này cái hàm này cũng có thể bắt lỗi trong hộp nó có lỗi thì chúng ta có thể là bắt lỗi như sau chúng ta có thể trong đây là chấm fail khi mà cái này nó fail xảy ra thì chúng ta sẽ làm cái gì cái hàm chúng ta hàm ta khi có fail tức là ghi lỗi mạng lỗi gì nó không tìm nó không gọi được cái ajax là gọi ajax thì chúng ta phải là ghi lại cái lỗi không tìm thấy kết quả sau đó không tìm thấy kết quả okay. Đấy. Ta thấy là ghi log cái lỗi thì ta thấy ghi log rồi đấy, có cái error đây hẳn là ghi log là console log error đấy, log. Đúng không thế lại ta xem cái nó hiện cái console chứ đâu có lưu đâu được không thầy sao hiện console cái thôi nó hiện cái này là log console log thì nó ghi ra cái log trên console đây chứ đâu có lưu gì đâu đấy trong quá trình chạy nó lóc rồi đúng không
Rồi, à, tao hãy chạy thử á. À, tao refresh lại. Đấy, tao ra cái sản son đây. À, tao dùng như là Naruto. Đấy, tao search tìm. Thì đang tìm tìm xong thì nó trả về kết quả. Này, không ạ? À, để kết quả. Đấy. À, tìm lập lập là tìm đại đó thì nó sẽ tìm thử. À, nó không có kết quả đây. Không tìm thấy á, đây không thấy. À, tại vì ta chưa xóa cái cũ, ta muốn là tìm xong thì ta xóa cái kết quả cũ. Thì giờ nó hiện giờ nó append vô thì nó như vậy. Ta muốn là tìm xong ta xóa cũ. Vậy thì trước khi ta tìm này, ta muốn là xóa nó. Thì ta có deep research đây. Ta muốn xóa kết quả. À, thì cái thẻ deep này nó chứa những thẻ HTML khác ha, những thẻ HTML khác cho đó, những thẻ khác, à, những cái thẻ tag khác cho đó. Thì ta muốn xóa nó thì ta sẽ dùng cái hàm là HTML. Đây. À, ta sẽ là xóa trắng đó, à, xóa trắng đó. Này, vậy mỗi lần ta nhấn nút tìm thì kết quả nó sẽ refresh, nó sẽ xóa trắng cái kết quả nào. Để cho refresh này. Bây giờ ta lo là Naruto. Ta tìm. Thì ra này, nào kết quả. Rồi giả sử ta tìm cái gì đó nó rác. À, tìm. Thì đang tìm kiếm không tìm thấy kết quả. Này, không tìm kết quả này, đúng không? Đấy. Ví dụ như là click là gì do anh em gì đó. Đây, anh em tìm. Thì nó sẽ ra cái kết quả là một game cho anh em đây đúng không? Ok ha. Và bây giờ chúng ta có thể làm thêm một cái nữa, đó là thay vì ta nhấn nút tìm, ta hay bắt sự kiện enter, hay bắt sự kiện enter, thì ta cần gõ enter ta tìm rồi đúng không ạ? Thì ta hay bắt sự kiện enter, thì như vậy thì ta cần tham chiếu đến thẻ input này và ta bắt sự kiện enter trên input này đấy, này. Rồi như vậy thì có là cái input anime name. Rồi, chúng ta có thể là thì chúng ta hãy dùng cái hàm on như nãy cũng được á, hàm on trên đây nè, ta bắt sự kiện cũng được, on rồi cái tên sự kiện gì đó. Rồi, hoặc là có cách khác đó là chúng ta chấm tên sự kiện ta muốn bắt luôn. Ví dụ là ta muốn sự kiện gõ phím thì có thể là cây up hoặc cây down á, cái up hoặc cây down thì bắt một cái thôi, giả sử ta bắt là cây down, cây down. Đấy. Cái hàm function đây. Function. Thì cái hàm xử lý sự kiện, cái hàm này sẽ được gọi khi mà sự kiện đó xảy ra, sự kiện đó xảy ra. Thì cái hàm xử lý sự kiện á thì nếu cần thì chị thì nó có thể nhận vào một cái tham số, tham số. Thì cái tham số này là cái tham số miêu tả thông tin của sự kiện đó, thông tin sự kiện đó. Thì cái nút click này chúng ta không cần cái tham số đó, cho đó thì tôi không có cần để cái event cho đây, nhưng mà nếu cần thì anh chị có thể là để cái tham số event này ra. Thì nó có thể nhận vào cái tham số là cái event này. Đấy, tên diễn được á, đặt tên diễn được thì nó khi nó gọi thì nó sẽ truyền vô tham số cho chúng ta. Đấy. Thì cái này nó là miêu tả thông tin của sự kiện á, trong cái trường hợp cái list này ta không cần cái thông tin đó, nhưng mà trong hợp này ta cần á. Thì cái thông tin sự kiện như là cái sự kiện đó xảy ra thì tại sự kiện nó xảy ra thì cái con chó chuột nó ở chỗ vị trí nào, và những thông tin như vậy á, những thông tin liên quan sự kiện đó mà ta thể là nhà lập trình có thể là quan tâm. Trong trường hợp của cái khi down này á, thì cái thông tin của sự kiện chúng ta cần quan tâm chính là cái phím mà nó gõ ha, ta gõ ha, cái phím mà ta gõ. Đấy, cái phím ta gõ. Thì chúng ta sẽ bắt sự kiện enter của phím enter ha. Thì enter thì chúng ta sẽ như vậy chúng ta sẽ là cái phím enter nó có key code là 13 ha, code là 13. Đấy. Thì chúng ta có thể là dùng cái hàm thuộc tính là key code ha, của cái đối tượng sự kiện này, key code bằng 13. Key code bằng 13. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ khi cái phím enter được gõ thì chúng ta thấy là trigger trigger cái sự kiện click chuột, cũng click chuột của cái nút này đây, sự kiện click chuột của cái nút này đây. Cái trigger là cách bạn kích hoạt một sự kiện cái bằng cách lập trình đó. Thì cái nút này sẽ được kích hoạt, cái click này sẽ được kích hoạt khi bạn ta click vô cái trang giao diện, ta click vô. Nhưng mà trên code thì chúng ta làm sao thì chúng ta có thể gọi cái hàm trigger này ha, button trigger cái sự kiện click chuột trên cái nút ta, đúng không ạ? Đấy. Như vậy thì chúng ta refresh lại, giờ chúng ta giả sử chúng ta gọi là gì, click chẳng hạn vậy, ta gọi enter cái thì nó cũng sẽ chạy tìm kiếm, tìm kiếm, đúng không ạ? Ok ha. Đây. Thì ví dụ này cho thấy là ta có thể là thực hiện một số cái tác vụ cơ bản với series như vậy ha. Thì chúng ta có thể cho phép là lựa chọn một phần tử, lựa chọn phần tử trong cái thẻ, trong cái đọc tài liệu ta. Chúng ta có thể là đọc ra những thuộc tính của nó, đọc ra những thuộc tính. Đấy.
hoặc là giá trị đây, trường hợp này đọc ra giá trị của cái value này. Đấy, value. Lấy ra cái input chứ, lấy ra cái giá trị của cái input này, cái name của cái input. Cái name của cái input. Rồi, sau đó thì chị có thể là tạo thẻ mới, được không? Chị tạo thẻ mới đây, tạo thẻ mới. Anh chị set cái tag cho nó, chị set những thuộc tính của nó. Vô thẻ đó, những cái row attribute thuộc tính property của nó. Thuộc tính của cái thẻ đó. Vô thẻ cái thuộc tính suộc của cái thẻ email này, này mà, thông qua cái hàm drop. Anh chị tạo thêm thẻ, anh chị set thuộc tính nó, anh chị sẽ cuối cùng anh chị là muốn hiển thị nó thì anh chị phải gắn cho nó vào đâu trong cái cây đó, đâu đó trong cây đó. Đấy. Thì thường thường nó gắn vô cái thùng chứa đó, cái thẻ chứa đó. Đấy, vô đây tham chiếu thẻ resort, deep resort này, tham chiếu thẻ deep resort mà ta thấy là append hoặc là append to. Append to. Đấy, đấy, cú pháp nó hơi ngược xíu, anh chị để ý là cha append con hoặc là con append to cha. Đấy, đấy là vậy nha. Rồi, chúng ta cũng có ví dụ về cách là khiến gọi JSON đó, rồi Ajax ha, rồi gọi Ajax về cái server đó, trả kết quả mà ta lấy kết quả, đọc kết quả là điền vô những thẻ DOM. Để điền vô những cái thẻ anh ta, điền vô những cái thẻ những phần tử DOM anh ta, tức là điền vô nội dung trang web á, đúng không? Trang web anh ta, đấy. Đúng không? Đấy. Thì đây ví dụ đơn giản chúng ta ví dụ cách minh họa, cách sử dụng thư viện Siri á. Rồi chỗ này anh chị có câu hỏi gì không? Nó là sao chữ vô canh đều là sao, tôi không gõ. Không gõ câu hỏi của anh. Canh đều với các giọng thì nó chỉ viết code cho nó cái IDE thì nó canh đều mà. Thì tự động mấy cái IDE nó canh đều cho anh chị mà. Chỗ key code bằng 13 đó thầy, cái dấu đó là dấu bằng bằng hơn ba dấu bằng á, một cái bằng, ba dấu bằng đấy. Tại cái này bằng cái anh chị ghi ba dấu bằng á, hai dấu bằng cũng được, hai dấu bằng thì nó kiểm tra giá trị, nó không kiểm tra cái kiểu. Và cái trong JavaScript nó có hai kiểm tra bằng á, thì có thể là dùng hai dấu bằng, thì dấu bằng thì nó sẽ chuyển đổi kiểu, nếu mà nó không có phù hợp kiểu thì nó sẽ ép kiểu hai bên lại, nó sẽ so sánh cái giá trị đúng không. Nhưng mà thông thường thì ta muốn là nó bằng chính xác vừa cái giá trị vừa cái kiểu dữ liệu luôn á, thì chúng ta dùng ba dấu bằng, ba dấu bằng, đúng không? Thì cái này tôi chỉnh cái phông nó ba dấu bằng thì nó ra cái dấu dài thòn này á, nhưng mà tại cái phông đó chị viết code thông thường thì chị viết ba dấu bằng thì nó hiển thị ba dấu bằng đó. Tại tại cái phông chữ tôi sử dụng á, cái phông code tôi sử dụng á, nó sẽ có mã hóa một số cái ký hiệu đặc biệt vậy thôi. Đúng không? Anh chị cứ gõ ba cho bằng, hai cho bằng gì cũng được. Rồi vậy chắc ok ha, chỗ này không có gì á.
Rồi chúng ta sẽ qua một cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ mới. Rồi chúng ta cũng sẽ bắt đầu với cái trang HTML chúng ta. Đấy. Thì cái ứng dụng ta hiện giờ chúng ta sẽ viết cái ứng dụng gọi liên quan tới máy học ha, machine learning. Thì thật ra nói nó thấy máy học nghe ghê gớm, nhưng thật ra cái ứng dụng cái đơn giản thôi. Đấy. Bây giờ ứng dụng ta như này, chúng ta muốn cho người dùng nhập vô một cái file ảnh, chọn cái file ảnh ha. Và chúng ta sẽ dùng machine learning để phân loại tự động là cái ảnh đó là cái ảnh gì. Đúng không? Ứng dụng đơn giản, ứng dụng cái bài toán rất là classic của kinh điển của machine learning thôi. Thế này chúng ta dùng cái thư viện có sẵn á, chúng ta đương nhiên chúng ta không có học máy học gì cả, máy học thì cái này chỉ học có môn học riêng rồi. Thế này chúng ta chỉ sử dụng cái thư viện người ta đã train sẵn rồi ở trên rồi, ta chỉ gọi cái hàm, ta lấy cái kết quả thôi. Đấy. À, này chúng ta giả sử là người ta đã làm về xây dựng mô hình xong rồi, ta chỉ viết ứng dụng chúng ta sử dụng thôi, đúng không ạ? Đây. Thì ứng dụng ta cũng bắt đầu giống này, ta sẽ có cái khung sườn trước ha, nó có là cái thẻ H2, giờ là phân loại ảnh, đây, chúng ta có cái input ta, có cái input kiểu là file, cho người ta nhập vô cái file, hoặc cho nhập vô cái file, đấy. Sau đó thì ta có chuỗi kết quả, đây, kết quả đây. Đấy. Thì cái deep kết quả research, tôi gọi là cái container đi, chứa kết quả ha, chứa kết quả, cảm ta. Rồi, tạm thời gì ta, chúng ta mà xem lại, chúng ta sẽ mở lên, ta thấy nó như nào. Thì có cái ảnh phân loại ảnh, ta chọn cái file, chọn file ảnh. Đấy. Bây giờ ta miêu tả cái ứng dụng ta, giờ chọn cái ảnh á, khi ta chọn cái file ảnh là cái ảnh nào đó, thì nó sẽ hiển thị cái ảnh dưới đây. Để dẫn này. Đồng thời có cái nút phân loại ha, có cái nút phân loại. Thì vậy chọn cái ảnh thì hiển thị cái ảnh và đó có cái nút phân loại. Click cái nút phân loại thì nó mới là chạy cái giải thuật phân loại và cho kết quả là cái tag thôi. Đúng không ạ? Như vậy đó cái hành xử chúng ta mong muốn là cài đặt ha. Một số mình đặt vậy. Rồi, như vậy thì ta cũng sẽ tiếp tục. Ta sẽ include cái JBrain ta vô, đúng không ạ? JBrain vô thì như vậy thì ta sẽ copy đoạn code này. Copy link rồi thẻ deep đây suộc script suộc các bạn và cuối cùng ta để dưới đây ta có script ta nên ta viết code ta các bạn thì ta cũng sẽ bắt đầu bởi là function các bạn đây đặt code này đặt code ta trong đây đúng không ạ rồi. Giờ ta muốn là vẽ thêm một con số nữa thì ta sẽ trong cái deep này là tao cho cái ảnh đó, cho cái thể hiện cái ảnh như vậy tao có cái email này ảnh hiện giờ cái ảnh nó chưa có thì cho sẽ để dấu thăng thì lấy header thôi này, cái ảnh này, cái ảnh. Sau đó thì ta có cái nút phân loại tên phân loại phân loại sau đó thì có cái tag kết quả thì cái này anh chị viết cái script anh chị viết giấy riêng anh chị tạo cũng được nhưng mà giả sử tôi tạo muốn tạo trước đi có cần phải tạo viết code tôi tạo tạo trước đi đấy, trước đây thì dạy bài xong và tạm thời là hiện giờ thì anh chị xem lại thì anh chị được hết là thì nó hiển thị như này hoặc thì nó có máy này đấy, có máy này thì tạm thời tôi muốn ẩn nó đi ha ẩn đi vậy thì container tại thời điểm này tôi muốn ẩn nó đi thì tôi phải chỉnh cái CSS đó, điều chỉnh cái style chỉnh nó là display bằng none display none giống là ảnh phân loại đấy. Đấy, giờ tạm thời tôi coi thử trước khi chỉnh display bằng none coi thử như nào
Đây, thì là ảnh phân loại đây cho anh đây. Hiện giờ thì cái ảnh nó nằm kế bên cái tách ra đó, thì tôi hay chỉnh cái chỗ này. Cái display của cái ảnh là lock style, display block các bạn, cho nó xuống dòng xem. Đây tôi hay chỉnh cái style margin top 5 pixel như vậy. Tương tự ở dưới này tham cũng chỉnh là 5 pixel để cho các có khoảng cách với nhau thôi. Đóng đâu thì lại nên chị thấy là cái ảnh này do nằm dưới dưới này nó có cái thức phân loại ok ha, cho nó đẹp xíu thôi. Đấy. Rồi như vậy tạm thời chúng ta sẽ ẩn mấy này hết á, chúng ta sẽ display cái này bằng display anh đúng không ạ, sẽ lại thì nó sẽ không hiển thị gì cả đúng không ạ, không hiển thị gì cả. Đấy. Khi nào có kết quả thì chúng ta sẽ bật lên đúng không ạ, bật lên. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ha. Thì đầu tiên, bước đầu tiên thì ta muốn làm gì trước tiên thì ta phải là gì xác định là ta sẽ làm tham chiếu đến cái phần tử nào không ạ. Đấy. Thì chúng ta là muốn là đọc cái file ta chọn không ạ, khi ta cho cái input file này ta chọn được cái file ảnh rồi, cái file ảnh này khi ta chọn thì ta sẽ đọc cái file ảnh ta đưa vô cái email sụt này, cái thẻ email này không ạ. Như vậy ta cần tham chiếu đến cái file input, heading cái file input đó. Sẽ bằng là cái bộ chọn là có nhiều cái bộ chọn đó, này cũng có nhiều bộ chọn để chúng ta hay là chọn ha. Giả sử trong hợp này ta sẽ chọn input thôi cũng được, tại vì có duy nhất một thẻ input thôi, không phải chúng ta input được này. Đấy. Nhắc lại có rất nhiều bộ chọn thì anh chị hãy chọn cái bộ chọn nào cũng được á, anh chị nào chọn làm được. Thì giả sử là này tôi ví dụ là chọn hay ta là input này. Nhưng mà anh chị muốn kỹ hơn thì ta nên là dấu hai chấm file. Cái này là cái dạng cái filter ha. Chọn những cái input nào mà cái thai là file. Này là cái dạng filter hai chấm, là cái filter. Đấy. Chọn cái input nào mà cái thai của nó là bằng file á. Giả sử nữa anh chị có cái input khác nữa thì nó sẽ không có ảnh hưởng, nó không bị ảnh hưởng, nên là chỉ chọn cái file nào và cái input nào có cái thai là file thôi, đúng không ạ? Đấy. Này. Đấy. Ở trong hợp này không có cũng được, tại vì chúng ta có một duy nhất một thẻ thôi, đúng không ạ? Có duy nhất thẻ này, chọn thì chọn ra thôi. Tiếp tục vào cái thẻ container thì cũng có cần phải đi tham chiếu thẻ container để chúng ta thấy là tham chiếu được mấy thẻ này. Thì ta thấy thẻ container thì có cái ID đó, thì ta thấy là có cái ID như này dễ mà. Ta thấy đánh vào thẻ deep này cho biết là thẻ này thẻ deep. Rồi, container. Anh chị có thể là tham chiếu đến cái thẻ paragraph này nọ, thẻ email trong đây. Đấy. Thì anh chị có thể dùng cái bộ chọn email hay là bộ chọn dựa trên mức độ phân cấp nọ. Này tôi muốn giới thiệu một bộ chọn khác. Nhắc lại chị có thể có rất nhiều cái bộ chọn anh chị sẽ chọn, trong này tôi muốn giới thiệu những cái bộ chọn thôi chứ không nhất thiết là nó phải tối ưu. Đấy. Để xử lên chị muốn chọn cái thẻ cái email này thì anh chị thấy dựa trên cái bộ chọn phân cấp đi, đúng không ạ? Anh chị muốn chọn cái thẻ email nào là thuộc con của cái thẻ có cái ID là container, đúng không ạ? Đây này, đấy. Có thể container. Như vậy anh chị sẽ chọn là con email sẽ bằng anh chị muốn chọn cái thẻ email nào là con của container, đúng không ạ? Email đây thì con của container là container có cái ID là container. Đấy, như này. Chọn cái thẻ email nào là con trực tiếp là nằm bên trong cái thẻ là có ID là container. Container. Đúng không ạ? Đấy, thì đó là một chọn này. Trong nhắc lại trong trường hợp này anh chị không cần phải như thế này cũng được ha, tại vì có thẻ duy nhất và thẻ email thôi. Đúng không ạ? Anh chị chọn cái thẻ cái tên thẻ này cũng được rồi, nhưng mà ở đây ví dụ đó, ví dụ anh chị có thể chọn như này được. Đấy. Rồi, cái B reset anh chị cũng hãy làm tương tự á, ví dụ con B paragraph reset thì cũng chọn tương tự, nhưng mà có cái cú pháp khác anh chị phải chọn tương tự như này, nhưng mà có cú pháp khác anh chị có cái thẻ deep container đây. Đấy. Anh chị có thể gọi chấm chiron thì cái chiron này sẽ lấy về tất cả những con đó, những cái con của cái deep container này, và tôi chỉ lấy về những cái con nào mà là paragraph thôi, đúng không ạ? Đấy, paragraph này trong đây có ba con đó nè, và tôi muốn chọn cái con nào là cái thẻ là paragraph rồi thì nên chỉ để là paragraph này đây. Đấy. Thì đây cũng là cách để chúng ta tham chiếu nó. Trong những cái con của thẻ deep container này tôi lấy ra cái thẻ là paragraph. Thì đây cũng là một cách chọn á, đây cũng cách để chúng ta thực hiện cái chọn, đúng không ạ? Anh chị thấy là có rất rất nhiều cách để cho thể tham chiếu một cái thẻ nào đó bên trong trang web, trong tài liệu ta, đúng không ạ? Tài liệu ta, đấy, tùy vào chúng ta thấy chỗ nào nó dễ lắm.
Rồi giờ chúng ta sẽ bắt cái sự kiện là khi ta chọn cái file ảnh, chọn file ảnh thì đây cái input 2 thì nó sẽ có sự kiện là gen ha, sự kiện gen. Thì khi người dùng chọn cái file thì nó sẽ kích hoạt sự kiện gen. Thì chúng ta hãy bắt sự kiện đó và chúng ta là khi gen thì ta sẽ đọc cái file ta lưu vào trong cái thẻ email này, đúng không ạ? Thì chúng ta hay là file input on gen hoặc là chấm trực tiếp gen cũng được ha. Hai cú pháp đó, function. Đấy, function. Chúng ta có cái event đây. Rồi. Gen. Thì gen khi chúng ta gen thì chúng ta sẽ đọc giá trị của cái input ta nhập vô đó đưa vào trong cái thẻ suột không ạ? Đưa vào cái suột này. Sau đó thì chúng ta sẽ bật cái bỏ ẩn, bỏ cái display ra không ạ? Bỏ display ra. Đấy, bỏ cái ẩn này. Đấy, bỏ ẩn này. Thì để bỏ ẩn thì chúng ta có div container.show á, show. Show. Cái hàm show này nó sẽ bỏ cái thuộc tính display bằng none á. Đây nè, đây 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 bằng none. Thì cái hàm show này nó sẽ bỏ cái display bằng none. Sau này sẽ bỏ cái display bằng none thôi, đúng không ạ? Show. Nó bỏ cái display bằng none ra. Đây, thì nó sẽ hiển thị cái này, đúng không ạ? Đấy. Thì để kỹ nữa thì trước tiên thì khi nó load thì chúng ta sẽ gọi cái hàm là div container 2, đúng không ạ? Thì không cần cái này cũng được tại vì chúng ta đã gán trực tiếp này là none rồi. À. Thì cái hàm 2 cũng là ngược lại sau đó nó sẽ set cái display cái size nó display bằng none ha. Display none. Thì cái hàm 2 làm cái hệ công tác này. Này không cần cũng được ha, mà đã làm được. Sau thì ngược lại nó sẽ bỏ ra cái display bằng none này. Rồi, chúng ta sẽ set cái email drop đúng không ạ? Cái thuộc bánh suột của cái email. Giá trị gì? Giá trị gì? Thì để chi xuất cái file ta nhập vô thì chúng ta hãy là thông qua cái event nè, event object này. Event.target .file. Thì ta chọn nhiều file á, nhưng mà trong hợp thường thông thường để chọn ta lấy cái file đầu tiên thôi anh chị. Là file 0. Đây, file 0. Đấy. Cái này thì nó sẽ chỉ làm như này. Thì cái này nó có vấn đề chỗ này là cái anh chị khi chọn cái file á, anh chị đem như này thì cái suột này nó không hiểu á. Cái email nó sẽ không hiểu cái file này. Nó chỉ hiểu cái suột này nó chỉ nhận giá trị là một cái URL á, một cái URL á. Chị để cái file này nó sẽ không có hiểu. File ta chọn tên file anh chị ta chọn nó không hiểu á. Nó chỉ nhận vô cái URL thôi. Thì có cái cách để ta chuyển một cái file thành một cái URL á. Đó là để cho cái thẻ email này nó hiểu cái thuộc tính suột này nó nhận cái nó hiểu được á. Thì chúng ta dùng cái gọi là email URL này. Chúng ta sẽ create object URL á. Đây. Object URL. Ta đưa vô cái hàm này. Đấy. Thì lúc này cái thẻ email này, cái thẻ suột này nó mới hiểu á. Cái thẻ email nó mới hiểu được cái email này. Đây. Chứ anh chị chỉ cái tên của cái file thôi nó không hiểu á. Anh chị phải là create cái object URL đây. Đây. Mục đích là để cho cái suột này hiểu cái nó hiểu được đây. Rồi thì ta muốn set cái b result là rộng tag. Đấy, rộng. Đấy. Rồi ta chạy thử á. Chạy thử đây. Refresh lại. Ta có một số cái file ảnh. Giả sử được có một số file ảnh. Một số ảnh đây. Đây này ta chọn sẵn một số file ảnh dán đây. Đây. Chúng ta sẽ chu gạt. Me poster my student email. Để chọn cái ảnh sư tử chẳng hạn vậy. Thì nó hiển thị cái ảnh sư tử đây. Đúng không? Chọn cái ảnh con mèo. Cái ảnh mèo này. Ok ha. Vậy bây giờ là xong bước đầu tiên. Mỗi lần ta chọn cái ảnh thì chúng ta sẽ ra cái ảnh đây. Tạm thời ta không giới hạn kích thước nhé. Tại vì phân loại nó bằng anh chị giới hạn kích thước thì nó sẽ không có rõ. Thôi cho anh đây. Ok. Tạm thời cho cái ảnh nó to kệ như nó cho to nhiều cho to. Đúng không ạ? Thì vậy là cái bước đầu tiên thành công. Bước đầu tiên thành công. Rồi bây giờ ta xử lý sự kiện phân loại ha. Xử lý sự kiện phân loại. Sự kiện phân loại. Đây, phân loại. Sự kiện phân loại. Thì khi người ta click nhấn phân loại á, thì chúng ta sẽ bắt sự kiện click chuột của nút phân loại á. Thì ta cần tham chiếu cái sự kiện click chuột cái button á. Thì có những ta sẽ chọn button, chọn trực tiếp luôn cũng được. Đây là
container đấy, button đấy, sau đó thì chúng ta bắt sự kiện lít chuột của cái button này, function thì chúng ta có cái hệ event object nữa, event này từ event. Rồi chúng ta sẽ bắt cái sự kiện click chuột của cái button này. Tại cái bước lựa chọn cái ảnh này á, khi bạn phân loại cái ảnh á thì cái bước này nó hơi lâu xíu á, do đó thì ta muốn là khi ta nhấn cái nút này á, ta sẽ disable, sẽ vô hiệu hóa cái nút này ha, vô hiệu hóa cái nút này. Đấy, ta tránh trường hợp ta click nhiều lần á, click nhiều lần có thể là nó cái lần đầu tiên nó chưa xử lý xong, mà click nhiều lần có thể là nó gây cái lỗi này không ạ? Đúng không? Giờ ta muốn là sau khi nhấn một lần thì ta sẽ disable cái nút này, để khi nào có kết quả rồi á, thì ta mới lại enable lại. Tôi cho nhấn một lần thôi á, để muốn là đấy. Thì chúng ta phải làm thế nào đó để disable nút này, đúng không? Thì chúng ta đây chúng ta không có định nghĩa cái biến tham, bạn hãy định nghĩa cái biến trên đây tham chiếu nó theo cái nút đó để chúng ta có thể là disable đó dễ dàng. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu một cái cú pháp khác để anh chị có thể là sử dụng tham chiếu đó nó. Đấy, thì chúng ta đang ở trong sự kiện lít chuột của cái nút này, sự kiện lít chuột của cái nút này, do đó thì chúng ta có thể tham chiếu đến cái nút này thông qua cái event này. Đấy, thì cụ thể là chúng ta có cái event chấm target là cái phần tử DOM ứng với tại đó mà cái sự kiện này đang đang xảy ra. Thì chúng ta đang đang là bắt cái sự kiện click chuột của cái nút, do đó thì cái event chấm target là cái DOM object á, là cái DOM của cái button đó, button DOM object á, DOM, DOM object này, object này, cái event target này nè, chính là cái button DOM object á, đấy, được không? Do đó thì ta mong muốn là disable cái nút này. Thì nếu anh chị có thể là anh chị là event chấm target, anh chị chấm là drop không ạ, anh chị gọi là disable đó, disable đó bằng true, set cái disable đó bằng true, bằng true. Tuy nhiên anh chị làm gì không được á, không được này. Thì cái này giúp là cái không được, tại sao không được? Tại vì cái event target á, này giúp để anh chị phân biệt các loại đối tượng á. Event target là cái DOM object á, cái DOM object này. Cái hàm drop á là của cái jQuery object á, object đấy. Mấy cái này là cái kết quả trả về của từ cái hàm jQuery, do đó thì anh chị gọi hàm drop, hàm tag này được, hàm show này được. Tại vì cái này là cái đối tượng trả về là cái jQuery object á, jQuery object đấy, jQuery object thì nó có những cái hàm này đấy. Rồi cái event chấm target này là cái đối tượng DOM object thông thường. Anh chị không thể gọi hàm drop được, hàm drop được ha. Có cái hàm khác tương ứng nhưng mà anh chị không phải làm drop, cái hàm của JavaScript ha, cái hàm của JavaScript tương ứng, nhưng mà chúng ta không thể hàm rồi hàm drop được, không phải làm drop, drop là của cái jQuery object ha. Thì để có thể gọi những cái hàm như nãy giờ ta làm đó, những cái hàm rất là gọn như này á, thì chúng ta phải chuyển cái DOM object thành cái jQuery object ha. Thì cách chuyển đơn giản thôi, ta cũng sẽ bao cái DOM lại bởi cái hàm jQuery, chúng ta để trong cái hàm jQuery thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là chỗ này thì chúng ta sẽ là nếu chúng ta bao lại trong hàm jQuery á, thì cái này gọi là cái jQuery object á, button đại diện cái nút á. Đấy. Thì vậy chúng ta thấy là có nhiều cái loại, chúng ta có cái nút này, cái thẻ này, thấy button đây, thì đây chính là cái thẻ HTML, thẻ HTML, đấy, HTML, button, không ạ, button, thẻ button trên đây nè. Thì đó là cái thẻ HTML. Thì cái này khi mà cái trình duyệt á, nó đọc cái thẻ này á, thì nó sẽ tạo ra cái DOM object á, DOM object ứng với cái thẻ này, cái mô hình cái tượng JavaScript DOM object ứng với cái thẻ này. Đấy. Rồi chúng ta dùng cái jQuery á, thì chúng ta sẽ có là cái jQuery object cũng là đại diện cho cái thẻ này. Ba cái này nó là cách biểu diễn khác nhau của cái thẻ H, cái thẻ button ha. Rồi, hai cái này là cách biểu diễn khác nhau của cái thẻ button thôi. Đấy. Một cái là DOM object là của trình duyệt á, đối tượng trình duyệt nó mô hình hóa cái thẻ này. Còn cái jQuery object là cái cách mô hình hóa của jQuery, anh dùng như vậy đấy, đấy. Thì mỗi cái object này sẽ có những cái hàm khác nhau, những cái API khác nhau mà anh chị có thể gọi. Chú ý mấy chỗ là mấy cái hàm drop tag này, nó là những cái giờ tôi giới thiệu đó đây, tất cả những hàm này là của jQuery object á. Anh chị trên cái DOM object thì anh chị không thể gõ những cái hàm này được, không thể gọi những hàm này được. Đấy. Và cách chuyển đổi trong cũng may là cái cách chuyển đổi cũng đơn giản ha, anh chị chỉ cần là bỏ cái DOM object vào bên trong cái hàm jQuery thôi. Đấy. Là anh chị chuyển đổi được từ cái DOM object sang cái jQuery object.
Rồi tôi sẽ nói hỏi cách chuyển ngược lại á, cách chuyển ngược lại, nhưng mà cách chuyển xuôi như này thì nó đơn giản thôi, chỉ cần bỏ trong cái hàm siêu điểm sắc này đang làm. Rồi, rồi sau đó thì tương tự, chị muốn set cái test là lại đang phân loại gì đó thì chúng ta có thể là anh chị không thể là target chấm test được á. Cái hàm test là cái hàm của JVM Object ha. Đây anh chị không thể làm được, anh làm gì vậy được, anh chị phải là chuyển về JVM Object đây được không? Đấy. Thì đây cách chuyển đổi á, từ cái DOM thành JVM Object thấy không? Rồi chị thấy là sao lại thì anh chị thấy vẽ lại chọn cái file ảnh, nhấn phân loại thì nó sẽ disable và nó sẽ chuyển tác là đang phân loại ha. Đang loại đây, đang loại, đang loại. Rồi chúng ta sẽ nhấn b reset là ta xóa kết quả, xóa cái tác ở đâu đây, xóa kết quả. Rồi giờ mới bắt đầu phân loại nè, bắt đầu phân loại thì phân loại chúng ta sẽ cần phải load cái mô hình machine learning á, machine learning. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng thư viện machine learning nào. Đấy. Thì chúng ta có thư viện có sẵn, chúng ta không có học cái machine learning thì anh chị học trong cái môn khác ha. Này chúng ta chỉ có cái có sẵn thôi, dùng cái có sẵn thôi. Thì chúng ta hãy dùng TensorFlow. Đấy. TensorFlow.js để ta tìm thư viện JavaScript. Đấy. Thì anh chị thấy này, machine learning for JavaScript developer đây, TensorFlow. Nhấp vào, nhấp vào đây. Thì nó sẽ có nhiều cái mô hình, nhiều cái bài toán á, nhiều cái thư viện để giải quyết những bài toán khác nhau. Thì nhấn cái module đây thì thấy là có rất nhiều bài toán liên quan tới machine learning mà những cái này là thư viện JavaScript ta sử dụng. Đấy, những module mà nó train sẵn rồi, sẵn rồi. Thì ví dụ như là phân loại ảnh nè, phát hiện vật thể nè, tách biệt vật thể nè, phân tách vật thể nè, nhận dạng khuôn mặt nè, tất cả những cái bài toán mà thường gặp đó. Đấy. Thì đây những là cái thư viện nó có liên kết những cái mô hình đó, nó train rồi. Bạn anh chị học machine learning á, cái môn học học phần machine learning thì chị sẽ học cách tạo những mô hình này. Đấy, cái này chúng ta chỉ nó tạo xong rồi ta chỉ sử dụng thôi, đúng không ạ? Thì anh chị hãy xem view code đây. Đấy. Thì đây cái thư viện anh chị có thể là download về anh chị sử dụng ha. Thì đây cái thư viện JavaScript này, thì chúng ta chỉ cần là copy hai cái thư viện này nè, hai cái đường link này, copy vô để ta phía dưới đây, mà tôi copy phía dưới JavaScript đây, đây bây giờ đây bên này. Rồi như vậy chúng ta hãy sử dụng được cái mô hình của nó ha, mô hình đó. Thì cách sử dụng anh chị có thể xem tham khảo đây á, thì này tôi này anh chị có thể xem tham khảo tài liệu của nó rất là này. Đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng, thì chúng ta sẽ có cái model như vậy, định nghĩa cái biến là let model bằng null, bằng đời bằng đành thì cho nó null đi. Nếu mà cái model bằng null á, nếu model bằng null á thì chúng ta sẽ tạo cái model, load model về ha, model về. Ta sẽ load model, model sẽ bằng mobile mobilenet cái mobilenet chấm load, mobilenet chấm load ha. Đây, mobilenet chấm load thì cái này là bằng khi bạn load cái hai thư viện này vô thì đây thì nó sẽ có cái này ha, mobilenet chấm load, load mô hình vậy. Những cái tham số á, những cái mô hình là những cái tham số thôi, những cái tham số để nó hay là dự đoán được cái ảnh. Thì mobilenet này nó trả về cái kiểu gọi là kiểu promise á, kiểu promise. Thì promise là cái khái niệm trong JavaScript đó này, chúng ta không biết anh chị học là JavaScript chưa, liên quan lắm vậy. Thì nó là cái nó trả một kết quả là tạm thời á, tức là nó không, tại vì cái bước load này nó lâu quá, tốn nhiều thời gian á, mà trên cái luồng thực thi của ta chỉ có một luồng thôi. Nếu mà load lâu quá thì cái trang web ta bị treo á, thì đó thì nó sẽ trả về kết quả gọi cái promise là cái kết quả tạm thời đó. Đấy, tạm thời, tạm thời. Đấy, nhưng mà tạm thời đấy. Nó không có trả về kết quả cái mong muốn là cái mô hình, mà nó trả về kết quả tạm thời, nó kêu là nó khởi động cái quá trình lấy kết tấy lấy cái mô hình rồi nó sẽ gửi từ từ về, nhưng mà nó sẽ nó tạm thời nó sẽ nhả kết quả chỗ này ra là một cái gọi cái promise đó, lời hứa tương lai nó sẽ trả về kết quả thực tế. Thì chúng ta muốn là nhận kết quả thực tế á, thì chúng ta sẽ dùng cái away ha, away trước cái promise away. Thì cái promise là giống như anh chị đi vô mua trà sữa, và mua trà sữa thì anh chị thường thường mấy cái quán mua trà sữa thì đó, quán cà phê thì nó sang sang xíu đó, thì anh chị thấy là anh chị là gọi trà sữa thì nó sẽ là
tính tiền này nọ, xong rồi nó đưa chị cái thẻ đen đen đó, rồi chị tìm chỗ ngồi, đúng không? Chị xuống chỗ ngồi thì cái này cũng vậy đó, nó xong trả về cái ly trà sữa chị liền. Ta không trả về cái ly trà sữa chị liền mà phải ta chơi và cho đưa anh chị là cái kết quả đại diện ha, là cái thẻ đen đen gì đó, đúng không? Thì cái này cũng vậy á, nó không lót về kết quả liền mà nó sẽ trả về kết quả đại diện là cái promise á, là cái tương lai lời hứa thôi, đúng không? Thì anh chị thấy là sau này thì nó sẽ trả về kết quả liền, đúng không? Thì chúng ta thấy là away cái promise đó để sẽ đợi kết quả, đợi kết quả. Đấy. Thì cái away được thì chúng ta phải định nghĩa cái hàm là action á. Thì cái nghĩa gì thôi, thì cái này nó không liên quan series á, anh chị có thể không nắm được cũng không sao, này chúng ví dụ cụ thể thì ta nói vậy thôi. Cái này là của JavaScript á, lập trình JavaScript này không liên quan cái nội dung ta học đó là series. Đấy, anh chị có thể là tôi cố gắng giải thích nhưng mà anh chị có thể là nó nếu mà anh chị thấy nó không có được ok thì cũng không sao ha, này có liên quan đến JavaScript thôi, này không có liên quan đến series ta đang học này. Trong cái bài toán này nó cần thì thôi. Rồi, load model về không ạ? Rồi có model rồi thì chúng ta sẽ classify kết quả. Classify kết quả. Classify kết quả. Đấy. Thì cái chúng ta gọi cái model chấm hàm classify là classify. Classify. Đấy. Thì nó trả về cái raw mệt nữa thì là cái trả về rejection. Cái kết quả dự đoán là gì cho cái ảnh ta. Thì cái hàm classify này anh chị có thể truyền vô một số loại tham số đó, nhưng mà nó có khả năng là nhận vào một cái DOM object của cái thẻ email ha. Nó nhận vào một cái DOM object của cái thẻ email, email object, email object. Này, chị chú ý ở chỗ này á, nó nhận vào cái thẻ là có thể nhận vào một nhiều nhiều cái dạng tham số khác nhau, nhưng mà một những tham số có thể nhận được đó là cái email DOM object ha. Như vậy anh chị có thể truyền cái DOM object ứng với cái thẻ email vào đây thì nó sẽ classify cảnh của cái thẻ email này. Đấy. Nhưng mà anh chị chú ý chỗ này, cái thẻ email này đó là kết quả của hàm series, như vậy thì email đây đó là cái series object ha. Email jQuery object ha. Đấy. Mà cái hàm này nó yêu cầu là nhận vào một cái DOM object thì chúng ta phải chuyển ngược lại. Nãy chúng ta đã chuyển cái xuôi rồi, chúng ta là chuyển từ DOM thành jQuery object rồi. Chúng ta chỉ nhét trong cái DOM trong cái hàm jQuery thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển ngược lại. Đấy, là từ cái jQuery này, chúng ta có jQuery object, chúng ta chuyển thành cái DOM object. Thì chúng ta hay là người ta xem cái jQuery object là một cái collection ha, một tập hợp các phần tử. Do đó thì ta thấy là dùng cái cú pháp cái mảng cái array để ta chi xuất cái phần tử DOM bên trong ha. Đấy. Để mình ta nói là email là cái jQuery object ha. Thì chúng ta hay dùng cái cú pháp này. Không. Đấy. Thì người ta thể biết là email chỉ có một cái thẻ email duy nhất thôi. Đúng không? Và có thể chi xuất cái DOM object ứng với cái gì nó thông qua cái chỉ số trong cái mảng như này. Đấy, không này. Đấy. Thì ta sẽ lấy ra cái DOM object ứng với cái series object này ha. Đây. Đúng không? Đấy, thì đây bạn chuyển ngược lại ha. À, cũng chuyển ngược lại. Đây bạn classify ra kết quả. Kết quả. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ liền hiển thị kết quả. Sau kết quả. Chúng ta có thể là enable cái nút lại. Đấy, enable cái nút lại. False. Đấy. Tôi sẽ test chỉnh cái test là phân loại và tôi là sau support prediction result and pro thì nó sẽ sau cái kết quả này sau kết quả kết quả thì cái kết quả nó sẽ là nó sẽ trả về thì cái này tùy vào cái thư viện này thì nó trả về là ba kết quả có khả dĩ nhất, ba cái khả dĩ nhất cùng với cái xác suất ha. Thì ta chỉ in ra cái kết quả đầu tiên là kết quả có xác suất cao nhất ha. Thì cái last name là cái tên của cái kết quả cái phân loại đó và cái xác suất cái sao ra probability cái tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, nó được cái độ tin cậy là bao nhiêu. Đấy. Rồi cái làm như. Đấy. Thì đó là kết quả này. Rồi, ta sẽ thử ha. Ta trong này ta thử. Quay lại và refresh lại thì chúng ta chọn cái file ảnh rồi ta phân loại đây lion nó ra cái lên đó và kết quả là 93% ra kết quả đúng không ạ lên đi rồi tôi tiếp tục phân loại chọn cái ảnh sử chim này
Đây. Chưa đây. Rồi. Đó, ta phân loại. Đây. Thì cái này nó ra kết quả liền, tại vì cái mô đồ nó load rồi á. À, thì ta bằng load một lần thôi, thì mô đồ load rồi thì cái này nó ra nó sẽ nhanh hơn. À, không bớt gì đó. Đấy. À, hãy chọn cái ngành khác. À, phân loại. À, thì cái này là chim sẻ trẻ Mỹ gì đó. Đấy, 99%, 99,99%. À, này nó khá chính xác ha. À, nó khá tin cậy. À, gần trăm trăm. À, chúng ta có thể là chọn cái cúp. À, cái cúp à, ta phân loại thì đã ra cái cúp này. À, cũng chính xác ha, cũng khá chính xác ha. Rồi, giờ ta phân loại cái con mèo. À, con mèo này. À, thì ta phân loại. À, thì nó ra sai, ra tiger không ạ. À, thì cái ảnh này nó hơi bị nhiễu quá, nó hơi có màu sắc nó nhiễu quá, thì có thể là nó không có rừng cây lá này nọ, thì nó nghĩ trong rừng ha. À, thì thấy là cái hay là tiger đây không ạ. À, tiger đây không ạ. À, thì chúng ta đã viết xong một cái ứng dụng không ạ. Thầy đâu lót cái ảnh nào có con người vậy thầy? Nó phân tích cũng phân loại ra sao thầy? Ảnh con người hả? Thầy anh về anh chị thử đi hả? À, tại cái thư viện cái này người ta chỉ cái mô hình này nó có sẵn rồi, cái độ chính xác thì mình không biết được ha. Đấy. Tại cái thư viện này của MobileNet thì nó học sẵn nó nhiều nó sao là gì mình đâu có cái điều khiển được, cái này mình viết ứng dụng thôi. À, thì về anh thì chạy chạy thử ra. À, vậy anh chị chọn cái ảnh này, con người thử nó ra gì. Đấy. À, tôi không có sẵn cái ảnh đó thì đó thì này tôi cứ gửi code này, tôi có code gửi lên cho anh chị làm thôi. Đấy. À, cái này mô hình này có sẵn, cái mô hình này cái file cái thư viện nó có sẵn hết rồi, người ta chỉ sử dụng thôi đúng không ạ. Chị học machine learning thì có thể là chị tùy biến cái mô hình đó. À, chị nó chỉnh điều chỉnh xíu cho nó chính xác ra đó đúng không Cái phần trăm ở đằng sau đó là tự nó đánh giá hay là ai đánh giá thầy? ạ. À, cái mô hình đánh giá ha, cái mô hình nó đánh giá chứ đâu anh, cái mô hình đó đây là cái mobile net này, anh chị thấy nãy nó load mô hình nè. Đấy. À, chúng ta load cái mô hình từ cái mobile net này, đây cái thư viện nó trên nó cái mô hình này nó máy học nó cho sẵn, nó học sẵn ra đây, nó load về là load những cái bộ tham số nó học về, nó học sẵn đó. Đấy, nó học sẵn rồi đó, rồi chúng ta chỉ gọi hàm classify chuyển vô cái ảnh thôi. Nhắc lại cái mô hình đã có sẵn rồi á, tức là ta không có control cái ứng dụng, ta nó không có đụng đến cái việc mô hình mà machine learning gì cả, nó chỉ là ai làm xong cái sẵn cái mô hình rồi ta viết ứng dụng thôi hiểu không ạ. Đấy. Thì cái độ chính xác này chưa 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 rõ, thì ra nó cho dùng thì chắc cũng không không đến nổi ha, cái này nó public cái công khai cho dùng thì chắc cũng ok. Tức là nó sai hay đúng là hiện tại mình vẫn chưa can thiệp được không thầy? Chưa can thiệp là sao ở Ý là em cái tỷ số phần trăm đằng sau á. Chỉ số này mình chỉ hiển thị thôi, mình chỉ hiển thị mình không có đụng gì hết á. cái Là cái mình không cái đồng ý cái với nó đúng không? cái này nó trả gì sao mình hiển thị gì thôi. Em hiểu rồi ạ. Nó trả sao mình thì gì đâu, nãy giờ mình đâu làm gì đâu đúng không ạ. Đây nè, nó trả vậy sao thì mình làm gì thôi, rồi bắt xuất sắc nữa nè, nó trả về ba kết quả khả dĩ nhất á, cùng với đó là cái xác suất, thì mình chỉ in ra cái đầu tiên là cái kết quả khả dĩ cao nhất á. Đây. Mấy con số mấy cái flag này em là do cái mô hình nó trả về Để rồi đúng không ạ. Thì đây là cái ví dụ viết cái ứng dụng như vậy ha. À, hay viết ứng dụng nhỏ nhỏ như này. Rồi chỗ này anh chị có câu hỏi gì không ạ? Thầy cho em hỏi cho lót nhiều ảnh trong một file mình đường dẫn làm sao này? Load nhiều ảnh trong một file là sao? Trong cái file đó có nhiều ảnh mình lót lên đó này. Thì anh chị chọn nhiều nhiều ảnh thì anh chị tạo cái thẻ email, anh chị gắn những thẻ đây này nè, đây anh chị đây ở chỗ này anh chị set một cái ảnh thôi. À, lấy từ cái file không này thì nó chọn, nếu anh chị chọn nhiều file nó sẽ ra file một hai hai ba bốn gì đó, một cái array một cái file mạng cái file á, anh chị sẽ viết trùng lập, anh chị sẽ là set những cái thẻ email gì đó. Đấy, xét liên tiếp những thẻ email này, nhưng mà có một cái cơ ảnh duy nhất thôi thì tôi xét có viết câu lệnh này. Bạn hai anh chị nhớ nhiều ảnh á thì anh chị có là dùng lập for á. À, for cái len là đó thì dễ thì vẽ cái anh tạo cái ảnh rồi ta set cái group như đó vậy thôi, đâu gì đâu. Ở đây ví dụ bạn set một ảnh rồi nè, nếu chọn nhiều ảnh thì ta tạo nhiều cái thôi, viết nhiều câu lệnh thì đó.
Thầy ơi, thầy viết, thế giờ thầy viết làm mẫu luôn thầy. Tại vì em đang bên làm bên liên lận cơ sở, thầy làm bên web đó thầy. Thầy gì làm ơn thầy viết giùm lại không, em học hỏi thầy. Ví dụ cái gì, ví dụ cái gì đâu, ví dụ cái này anh chị viết nè, tôi ví dụ nè, mấy cái mẫu này tôi gửi code này gửi chị á, anh chị cần thì anh chị lấy anh chị cho tham khảo đấy. Đúng rồi, cái code này tôi gửi anh chị cho nha, mấy code này tôi đã gửi anh chị cho nên chị hãy lên trên cái thư mục chia sẻ đó, anh chị xem. Anh chị xem rồi có thể là anh chị xem ví dụ này anh chị hãy làm thêm đó đấy. Thì có vấn đề anh chị có thể đặt câu hỏi á, đặt câu hỏi gì đó vấn đề vậy. Rồi nói chung là cái bài cái phần này cho anh chị có cái chỗ này nè, anh chị có nắm được cái code này không ạ? Thì cái ví dụ mấy hai ví dụ này tôi là minh họa cái cách anh chị sử dụng cái thư viện Jamboree ha. Thì chúng ta có thể là select được cái phần tử nào đó trên cái thẻ tài liệu chúng ta, chúng ta đọc ra những giá trị của nó, những thuộc tính của nó, những cái tag của nó, rồi chúng ta có thể là thay đổi những thuộc tính, những cái tag của nó, đúng không ạ? Anh chị có thể là tạo thẻ mới, anh chị gắn thẻ đó vô cái cây, vô cái thẻ nào đó, đúng không ạ? Tức là anh chị là thay đổi thêm sửa xóa nội dung của cái trang web, xóa nữa, nhưng mà xóa thì anh chị cứ nhấn làm delete thôi trong cái tài liệu này, ta nói sao? Ở trong cái lúc này. Đấy. Thì mấy này có video anh chị, chứ giờ nó dạy có 15 tiết mà nói giờ nói nói kiểu gà gà anh chị đâu có nói được hết như đâu. Thì thứ nhất là cái này có video là anh chị có thể là coi lại video ha, chứ giờ tôi không biết sao nó có 15 tiết người ta học 5 buổi à, người ta đâu có rất nhiều nội dung ha. Thì tôi cố gắng là tôi sẽ ví dụ ta làm hướng về ví dụ ra những cái chỗ ví dụ là ta không có đi slide slide đi xíu, là ta làm ví dụ cho anh chị xem. Dòng anh chị làm được cái gì đó ha. Đấy. Chứ giờ tôi không biết sao nữa. Đấy. Đúng không? Thầy có thể giảm nhẹ cái bài báo cáo với bài tập luôn thầy, tại nhiều quá tụi em theo không kịp. Thật ra có code sẵn chị, mỗi bài tập thì có code chị, anh chị làm được nhiều thì chị làm á. Đấy. Thì chị phải làm thôi, nhưng mà tùy mỗi người anh chị ha. Đấy. Thứ nhất là cái bài tập nó chỉ có cái có code hướng dẫn hết trơn hả, chị xem rồi chị làm lại thôi. Đúng không? Tất cả những bài tập đó. Hồi nãy giờ chúng ta chỉ nói cái mới là cái Jamboree thôi, rồi cái mấy thứ cái lập trình này của JavaScript, tôi nghĩ anh chị học JavaScript rồi á, cái này là không có. Nãy thầy nói chạy việc web của thầy đang chạy là gì, em nghe nãy thầy nói em nghe không rõ thầy ơi. Microsoft Edge, cái này nó quan trọng, chị chạy việc web chạy cái nào cũng được ha, cái nào cái nội dung của cái này mới quan trọng nè, chứ cái trình duyệt web nó đâu gì quan trọng, anh chạy cái gì cũng được, nó đâu ảnh hưởng gì đâu. Anh chị chạy Chrome, anh chị chạy Chrome, chị phải Firefox, anh chị chạy Firefox cái gì cũng được ha, đúng không ạ? Rồi cái này cái Edge là kiểu của Windows có sẵn Microsoft Edge ha. Cái của sẵn của Windows đó. Đấy. Cái này anh chỉ cài Windows nó có sẵn nè. Tôi đâu có dùng gì mới đâu. Anh chị dùng Chrome cũng được á, Chrome, Google Chrome đó. Cái chỗ LED model đó là cái model đó là của cái TensorFlow không này? Của cái thư viện này nè, của thư viện nè. Có sẵn nè. Cái này định cái biến rồi, bắt đầu cho nó nuôi thôi. Thì tại vì tôi muốn là load lần đầu thôi, lần thì khi nào nó có khác luôn rồi tôi không cần phải load nữa, nếu mà chỉ cái này chỉ thực hiện lần đầu tiên thôi để cho nó nhanh, tại vì load cái này nó lâu quá, tại vì cái mô hình nó hơi hơi nhiều quá đó, thì load nó lâu. Rồi câu hỏi tiếp theo ạ, có vấn đề không ạ? Thầy em không hiểu, hồi nãy thầy nói chỗ phân loại mà phần trăm á thầy, là hồi nãy trong file là giống như ảnh mèo là chỉ có một ảnh nhưng mà là ra tỷ lệ phần trăm, cái đó là sai của hình ảnh hay là sao À, tỷ thầy lệ không là hiểu? cái độ tin cậy á, tức là nó chắc chắn hay không á, nó ra dụ na này Tiger này nó 51%, tức là cái mô hình nó cho chị là 51% là nó chắc chắn là cái này Tiger vậy thôi, cái độ tin cậy á, nhưng mà cái độ tin cậy cao thì nó sẽ cái độ tin cậy càng cao vậy thôi, hiểu không?
mà cái này nó không, mình không can thiệp gì hả, cái này cái thư viện nó ra kết quả, cái này nó chỉ tôi chỉ sau cái kết quả thôi, cái này nó không can thiệp cho mô hình gì cả, mô hình tôi không biết đúng sai ha, tôi chỉ là lấy cái mô hình đó tôi sử dụng thôi. Đấy, anh chị hiểu không, cái chỗ này ví dụ này không phải là ví dụ về cái mô hình, anh chị đừng quan tâm đến cái mô hình. Đấy, cái này chỉ là tư cách người ta lập trình, người ta in ra kết quả thôi, lập trình cái cách tôi xử lý, in ra kết quả thôi. Cái chỗ này qua chỗ quan trọng này, thư viện này nè, cho thí sinh học cách chúng ta viết cái code như nào để chúng ta in ra kết quả đây nè. Rồi cái con số này chỉ cho hiện giờ ta trong ngữ cảnh, còn phần này nó chỉ vui thôi, ta ra bất kỳ để ta, mình đâu có điều khiển đâu, này thư viện của nó ra kết quả gì mình in ra thôi. Anh chị hiểu không ạ? Anh chị đừng có băn khoăn quá cái chỗ phần trăm này. Thư viện nó ra kết quả thì tại thư viện nó công public thì mình ra kết quả như nào mình chịu thôi. À, mình không có điều khiển cho mô hình cả. Nhưng mà anh chị học cái môn môn gì machine learning á, thì lúc đó anh chị đặt câu hỏi thì đó mới nhiều vô. À, ví dụ này làm sao ra này, làm sao lên này, làm thế nào cái kết quả, thì học cái học phần nữa đó, đúng không ạ? Cái này chỉ là lập trình web thôi, chúng ta chỉ là nó ra kết quả sao mình ra gì thôi, đúng không ạ? Cái này là cái độ tin cậy á, tức là cái xác suất nó tin cậy là như cái mô hình nó ra gì đấy, cái chuỗi đó là cái phần trăm đó như đó. Đúng không ạ? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cách nghĩ rồi, nếu có gì thôi nghĩ nhá. À, có câu hỏi thì anh chị đặt trên Discord ha, đúng không ạ? Vậy chào anh chị chị. À, có thì tôi nhắc lại, tôi có này tôi gửi anh chị lên trên chia sẻ chị rồi ha, chị có về download về chị xem thử ha, xem lại, đúng không ạ? Rồi vậy chào tạm biệt anh chị ha. Dạ chào thầy.